mà tăng lữ nhìn lão giả thủy trung chưa từng từng có biến hóa lúc không khỏi không chịu nổi tính tình có một chút tăng lữ lo lắng nói chủ trì đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cái này tồn tại đến tột cùng là phải làm những gì đúng vậy à nếu là hắn lại như vậy khuếch trương xuống dưới mà nói chúng ta nơi đây đại đa số người sợ là sẽ phải kiên trì không đi xuống hơn nữa một ít đệ tử đều là đã ngất qua không ít người nhìn bốn phía bị áo cả xa lão giả bảo vệ yếu tiểu đệ tử phảng phất là nghĩ tới điều gì không khỏi sợ hãi nói chủ trì chẳng lẽ lại là một đầu đại ma đang phá cởi phong ấn ra rồi hả chớ để đã quên chúng ta không chùa pháp chỉ thiện tai thiện tai chư vị như vậy trần trờ xuống dưới mà nói luôn sẽ có rất nhiều không ổn an tâm đợi chờ a à, lão hủ tin tưởng vị thí chủ này cũng không phải đại ác nhân áo cà sa trụ trì ôn hòa nhìn đang nôn nóng bất an mọi người nhẹ nhàng vung tay lên thâm ảo màu vàng phật hiệu chú văn bằng không hiển hiện làm cho nguyên bản nôn nóng tâm chậm rãi thở bình thường lại mà nhìn trụ trì đã là làm ra như vậy cử động những người khác đều là trong lòng chậm rãi chậm dần nếu như không cảm giác thiền sư đều nói như thế mà nói vậy chúng nó cũng là sẽ ôm có hy vọng chờ đợi hy vọng này tâm tính tỉnh táo lại về sau cũng là nhao nhao chăm sóc lên hôn mê vang mà khi lão tổ nhìn diệp vân trên người phát giao uy thế lúc mặc dù là có chút muốn ngăn cản bất quá nhìn diệp vân trong cơ thể hắc bạch hai khí lai động tràn ra lúc cũng là đình chỉ ra tay trong mắt có thú ý nhìn lại lần nữa xuất hiện ở bầu trời chỗ cực lớn mãn nguyệt làm lúc cái kia hai đợt huyết sắc tàn nguyệt dung hội thành bực này thần lúc đã là có tan vỡ kéo tới rồi tiên ma chi tâm chính thức đã bắt đầu hoạt động mặc cho diệp vân sau lưng huyết sắc mãn nguyệt như thế nào phải cái kia tả dị bầu không khí cũng thật sự không thể ngăn cản tinh hà một kiếm phá cửu tiêu khinh thường kiếm đạo cảnh giới hóa thành vô số đạo tinh thần kiếm hình ảnh mong muốn đột phá cái này cỗ đột nhiên đánh xuống tinh thần chi lực một đạo áo trắng trẻ tuổi thân ảnh giống như chân, lòng giống như vũ động không trung, tay kia liên tục kết ấn, làm như muốn đem cái này tinh thần chi lực từ nơi đây đánh vỡ. mà nhìn trẻ tuổi thân ảnh ngút trời chi lúc, tinh kiếm tông môn hạ tu vi lớn nhỏ không đều đệ tử đều là cuồng nhiệt nhìn lại, áo trắng trẻ tuổi thân ảnh giờ phút này giống như cứu thế bình thường xuất trần thân ảnh, không khỏi là làm cho tinh thần của bọn hắn chịu đi theo giật động, thậm chí là không ít nữ đệ tử đều là không che lấp trong mắt ái mộ chi tình nhìn áo trắng nam tử múa kiếm cảnh sắc lúc trong lòng tình cảm thẳng lên cao mà lên. Tuyết đi tu vi của hắn lại là tăng tiến rồi, không hổ là ta tinh kiếm tông mạnh nhất tuyệt thế thiên tài, vậy mà đều là đã đến che chở ta tông môn trình độ. Tinh kiếm tông bên trong mấy tên lão giả kiêu ngạo nhìn giống như chân long trên đời nam từ trẻ tuổi, cười nhạt đường rẽ. Bất quá tuyết y hắn cứu lại có thể chi chống bao lâu, cái này cỗ thần bí tinh thần chi lực sau lưng sợ, là một vị thiên tiên tại làm, bất quá cái này thiên tiên đến tột cùng là tại đập vào cái gì bàn tính. Dĩ nhiên, là phải dùng bản thân ý chí cưỡng ép khống chế cả tòa linh diệu đại lục, chứ không phải là điên rồi sao. Thở dài, bọn hắn cũng là không rõ đến tôi cùng là xảy ra chuyện gì, tại sao lại đột nhiên hàng lâm bực này khủng bố tuyệt luân tinh thần chi lực, càng làm cho toàn bộ tinh kiếm tông lâm vào họa diệt môn. Mà toàn bộ linh diệu đại lục đều là nổ tung nổi, như là kiến bò trên chảo nóng bình thường nhau, nhau nhảy động đứng lên, có rất nhiều xuất gia sơn môn đại trận để chống đỡ, hoặc là địa tiên cảnh cường giả nhao nhao ra tay điều tích cái này cũng khổng lồ tinh thần chi lực bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể là tiến hành chống cự nhưng là tuyệt đối không có cơ hội phản kháng mà ai cũng không biết chính là một tòa ẩn nấp sơn lĩnh ở giữa môn phái nhỏ rồi lại là không có bị cái này cổ kinh khủng tinh thần chi lực làm cho lan đến gần mà bên trong sơn môn đang có lấy một gã trẻ tuổi nam nữ cùng một chỗ đối chiêu tại thiếu nữ trên ngón giữa quấn quanh nhỏ mãng giả thấy thiếu nữ sẽ phải bị thua lúc nhưng là đột nhiên hóa thành chân thân thay thiếu nữ ngăn cản cái kia luân phiên tới gần tròn dao một đôi mong chính là túy đem vứt bỏ mà thấy thiếu nữ dương dương đắc ý bộ dạng lúc nam tử cười khổ nói linh nhi ngươi lại làm cho cái này xinh đẹp mãng xà trợ giúp ngươi cùng một chỗ đối phó ta mà nói ta thế nhưng là không cùng ngươi so chiêu rồi nhìn thiếu nữ xuất hiện ở rồi tu di bảo tàng về sau liền ký kết minh ước linh thú hai người tuy rằng vô luận như thế nào đều là nhớ không nổi như thế nào lấy được bất quá tóm lại là một cuộc cơ duyên cũng chính là như vậy nhận lấy mà thiếu nữ cầm chặt trong tay tuyệt phẩm tiên khí nâng cao bộ ngực kiêu ngạo nói linh nhi trong tay giao long kiếm cũng không phải là ngồi không a à, coi như là tiểu thủy không giúp người ta sư huynh cũng là thua không nghi ngờ đấy ta kim sơn môn tại sao có thể có người bực này xấu nha đầu thực là nam tử bật cười lúc giữa nhưng là cùng thiếu nữ cùng nhau về tới tông môn cũng không có chú ý tới xinh đẹp mãng xà trong mắt nghi hoặc mà xinh đẹp mãng già tại cảm giác được cái kia cổ kinh khủng hít thở không thông tinh thần chi lực cũng không phủ xuống thời giờ không khỏi nhẹ nhàng thở ra tiếp tục lười biếng đã ngủ khổng lồ tinh thần chi lực tiếp tục áp chế linh diệu đại lục bản thân ý chí diệp vân tại đem chọn cái linh diệu đại lục động tĩnh rõ ràng về sau bàn tay như mắt rồng bình thường lớn nhỏ màu đen nguồn sáng chậm rãi nắm đi làm lúc đem diệt đi lúc toàn bộ linh diệu đại lục phảng phất là đã nhận được giải thoát rút cuộc không đang run rẩy mà một ít sắp sống không qua đi môn phái nhỏ cũng là hoảng sợ 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 nhìn trời cao sợ tạm biệt có chuyện gì phát sinh cuối cùng yên chi đạo ta thủy chung chưa xong toàn bộ nắm giữ tiếc hận nhìn trong tay mình mất mạng màu đen nguồn sáng diệp vân trong hai tròng mắt có quỷ dị gợn sóng đàn sinh tại đây đập mạnh tại chỗ chi không đúng là lập tức biến mất ngay tại chỗ tùy theo lưu lại chính là như là sóng giữ bình thường chân khí sóng khí tan giả tại đây phương hướng địa vực bên trên giữa không trung hắc hắc xem ra là nhận lấy tiên ma chi tâm ảnh hưởng cuối cùng là có một phòng linh trí thức tỉnh cũng là đáng sợ bây giờ ma tính một mặt cũng là vượt quá lão tổ dự kiến dĩ nhiên là có thể nắm giữ ở tiên ma chi tâm bực này trí bảo coi như là diệt phân trẻ sơ sinh tâm tính toàn lực phía dưới cũng thì không cách nào đối với tiên ma chi tâm tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng mà cái này ma tính một mặt rồi lại là chân chính đem cái này tiên ma chi tâm coi là rồi chính mình nắm giữ vật hoàn toàn khống chế không ở lại bất luận cái gì sơ hở diệp vân sau một khắc xuất hiện địa phương là ở cửu yêu phần phụ cận chi địa cái này tốc độ đã là vượt qua diệp vân không gian pháp tắc thuấn gì tốc độ mà có thể làm được một bước này đấy toàn bộ linh diệu đại lục hiện tại sợ là cũng chỉ có cái kỳ yêu tộc lãnh lăng vân mới vừa rồi là có thể mượn nhờ bản thân kim xí đại bằng đặc tính như thế diệp vân đến cuồn cuộn mây đen tùy theo hiện lên tại diệp vân trên đỉnh đầu khổng lồ lôi linh lực tức thì hóa thành hai thanh màu xanh ra trời tiên kiếm kia hình dạng cùng lúc ấy lão tổ lưỡng cực tiên kiếm không kém rất nhiều nhưng là tại đây một nháy mắt diệp vân trong tay lai động tràn cực hàn thần lực chậm rãi đem thiên lôi tiên kiếm đóng băng hạ xuống một đoàn hỏa viêm tùy theo đốt viêm ra ba cỗ cường hãn đến cực điểm linh lực lẫn nhau đan xen kẽ một cái chớp mắt một đạo ẩn chứa ba màu linh lực đến cực điểm chi kiếm hiển hiện tại diệp vân trong tay trái cảm thụ được giờ phút này cái này hoàn toàn do bản thân linh lực chế tạo thiên địa linh vật diệp vân tay phải cách không nắm chặt từ ảnh thần kiếm thuận thế gia bị diệp vân nắm giữ thiên tiên có tư thế tạ dị lui tá hạ xuống Thành khiết chi theo diệp vân chậm rãi bay xuống màu tuyết trắng tóc dài hằng lâm không sai lão tổ lưỡng cực kiếm đạo thật đúng là làm người tuyệt vọng tư chất nhìn diệp vân chính thức đem chính mình lưỡng cực kiếm đạo thi triển ra lão tổ trong lòng không khỏi hưng phấn cười nói đến tột cùng là có thể làm được như thế nào tình trạng thật đúng là làm lão tổ ta chờ mong là ta tộc ma thần không đúng người như thế nào còn có người tộc thiên tiên khí tức tại diệp vân đem hết thầy đều chuẩn bị hoàn hảo lúc ma khí như biển sóng cả vò tới sau đó một đạo không miệng không mũi không có mắt hình người ma vật tùy theo hiển hiện ra nhìn diệp vân bộ dạng trong lòng chẳng biết tại sao sẽ nổi lên sợ hãi cảm xúc người đến tột cùng là ai tộc của ta ma thần sẽ không thể nào có người bực này khí tức nhưng nếu là nhân tộc mà nói người nhưng là có ta tộc ma thần ma thần chi lực chẳng lẽ lại ngươi là mượn cái này hai cỗ bổn nguyên chi lực tiến hành đột phá đến thiên tiên cảnh giới tam vô chi ma khiếp sợ nhìn diệp vân giờ phút này người sau đã là làm cho mình như là gặp phải thiên địa bình thường loại này dường như thời khắc cũng bị đối phương thôn phệ bình thường tuyệt vọng làm hắn đã hồi lâu cũng không từng có bất quá ngay cả là như thế người sau cũng là muốn đã đến diệp vân hiện tại hẳn là vừa mới đột phá nếu để cho chính mình đem thân thể của hắn chiếm cứ lời nói có khả năng đạt tới trình độ nói không chừng có thể cho chính mình thoát ly cái này chết tiệt phong ấn. Người đã đến bổn tọa nơi đây, hẳn là có lời nói cùng bổn tọa nói đi, chúng ta đang dễ dàng đến đàm phán thoáng một phát làm cho bổn tọa bỏ niêm phong điều kiện, mà bổn tọa chỗ tốt, cũng là có thể cho người tận hưởng. Nhìn Diệp Vân không ngừng tán giật ra ma uy, Tam Vô Chi Ma trong lòng run lên, sau đó cười nói. Chịu chết à? Nhàn nhạt nhắc tới lời nói, Diệp Vân chậm rãi giơ tay lên trong song kiếm, sau lưng bát ngát mây đen lui tàn ra lúc hiện hiện ra một vòng huyết sắc mãn nguyệt đang đáp lời diệp vân giơ kiếm lạnh lùng có tư thế một vòng bốn thải thần cầu vòng tùy theo tức thì xỏ xuyên qua hạ xuống mà tam vô chi ma cũng là dường như trong lòng rồi quyết định liều chết đánh cùng một lần chết tiệt không thể tưởng được vừa mới để cho chạy rồi một cái quang minh thần thể người cái này đã tới rồi một cái ác hơn nhân tộc nhìn trước mặt mà đến diệp vân tam vô chi ma hóa thành hình người dốc sức liều mạng đem trong cơ thể khí thế bay lên đến cực điểm đang nhìn Diệp Vân đã là chợt hiện trong nháy mắt đến trước mặt mình lúc. Sau lưng một đầu khổng lồ tám ma tùy theo một quyền oanh xuống, đang chuẩn tướng Diệp Vân trùng trùng điệp điệp vỗ vào linh diệu trên đại lục. Diệp Vân bay nhanh ngã xuống tại linh diệu đại lục ở chỗ sâu trong, cảm thụ được giờ phút này không ngừng bị ép cùng trạng thái, lạnh lùng ngưng mắt nhìn. Sau lưng mơ hồ cũng là hiện ra một đạo hư ảo màu lam cự nhân, phảng phất là có nào đó mà lực chống đỡ nổi, rồi chính mình. Sau đó đình chỉ hạ xuống tốc độ, lại lần nữa hóa thành một đạo bạch quang triển khai thiên địa cực nhanh đánh thẳng mà lên sau lưng ẩn hiện khổng lồ cự nhân huyết sắc hỏa diễm lạnh lùng nhìn qua lên trước mắt ngàn trượng ma anh nhìn tựa hồ là có vô số tà ma nhao nhao chu lên khủng bố cảnh tượng diệp vân sau lưng cự nhân tại thời khắc này hóa thành tràn đầy ma khí bị tam vô chi ma sau lưng cự ma thôn phệ mà nhìn mình sau lưng màu lam cự nhân hóa thành khẩu phấn lương thực bị tam vô chi ma thôn phệ diệp vân lạnh lùng bộ dạng như trước không thay đổi, tựa hồ đây hết thảy đều là tại trong lòng bàn tay của mình. Sách, thật sự là tốt tinh thuần ma khí, nếu là có thể nâng ly máu tươi của ngươi, chắc hẳn ta đây bị trọng thương hồn phách, cũng là có thể có phục sinh khuynh hướng. Tham Lam cắn nuốt từ Diệp Vân trên người mượn đến năng lượng, Tam Vô Trì Ma hưng phấn nói, đến, làm cho bổn tọa nhìn xem ngươi cuối cùng còn có như thế nào thủ đoạn. Huyết sắc mãn nguyệt ánh sáng một lần nữa, bao phủ tại coi như trong tuyết tiên Diệp Vân. Diệp Vân bản thân thần lực một lần nữa hiển hiện ra, lúc này đây ma uy không có ở đây bởi vì từ bản năng bên trên cảm giác lúc này đây ma thần sợ thì không bằng thông thiên tháp bên trong những cái kia ma thần tàn hồn giống nhau cái này hồn bản chất lại còn là không tổn hao gì một đầu không tổn hao gì bản chất ma hồn so với tổn hại ma thần hồn phách kia phẩm chất càng là chênh lệch quá nhiều ngoại trừ thiên ma cái kia các loại đợi vượt qua quá nhiều bình thường ma thần cảnh giới thần hồn ngoại trừ bực này ma hồn nếu là toàn lực thi triển kia công phạt chi lực mà nói chính là sẽ hồi quang phản chiếu bình thường, tái hiện bất diệt Maui Nhìn đối với chính mình lộ ra điên cuồng tam vô chi ma, Diệp Vân trong tay từ ảnh thần kiếm dần dần biến mất, mà bên tay trái ba màu tiên kiếm cũng là cùng từ ảnh thần kiếm cùng chung biến mất. Giờ phút này Diệp Vân sau lưng huyết nguyệt càng thêm yêu dị cùng áp lực, toàn bộ thiên địa bầu không khí dường như đều là cùng Diệp Vân dung hợp cùng một chỗ. Thân thể của ta có thể vẫn chỉ là bị ăn mòn trạng thái, một vòng tà dị dáng tươi cười phát họa khoái miệng, Diệp Vân trong cơ thể Tiên Ma Chi Tâm lại lần nữa bộc phát phát ra diệu thế hệ vầng sáng, Diệp Vân giờ phút này, trong cơ thể bị Tiên Ma Chi Tâm hắc bạch hai khí hoàn toàn tinh hoa, nguyên bản bị ăn mòn hắc ám trong cơ thể, chính là tại thời khắc này, một lần nữa lui tán xuống dưới. Mà Diệp Vân trên khuôn mặt cười tà dị sắc mặt nhưng là còn chưa biến mất, đưa tay hướng về phía sau vung lên, một đoàn chướng mắt màu lam lôi quang chính là vào lúc này hiện ra ra, ẩn chứa trong đó khổng lồ lôi linh chi lực bị Diệp Vân cứng rắn tụ tập thành viên đan dược lớn nhỏ. Sau đó Diệp Vân không để ý trong cơ thể thương thế vừa mới khỏi hẳn, một cái nuốt xuống. Tại Tam Vô Chi Ma kinh ngạc bên trong, Diệp Vân trong cơ thể lôi quang vang khắp nơi, tựa hồ là đã không chịu nổi cái này cỗ khổng lồ uy thế. Diệp Vân thân thể tại lúc này đã là có khét lẹt mùi phát ra, mà Diệp Vân, nhưng là cũng không làm nhiều bất luận cái gì ngăn trở, cũng chưa từng làm cho trong cơ thể mình khổng lồ thiên tiên ma thần chi lực khôi phục, mà là lạnh lùng nhìn chăm chú lên mình bây giờ biến hóa. Ngay cả là chịu đựng lấy cái này, cỗ mãnh liệt đau đớn, Diệp Vân phảng phất là không cảm giác được đau đớn bình thường, lạnh lùng nhìn mình bây giờ biểu hiện, mặc cho trong cơ thể lôi uy như thế nào biến hóa, giống như đầu cuồng nộ lôi long điên cuồng sông tới thân thể của mình, tra tấn, đối với bản thân nghiêm khắc, làm cho lão tổ đều tại âm thầm tạc lưỡi. Tiểu tử này là không phải đã điên rồi, lão tổ trong lòng là như vậy thầm nghĩ, nếu không Diệp Vân không phải là làm ra bực này tan vỡ sự tình, coi như là Diệp Vân ma tính một mặt đã là triệt, để chiếm cứ chủ đạo địa vị, nhưng cái này đủ để cho người choáng đứng lại tan vỡ thống khổ, nhưng là làm cho người ta chỉ cần là nhìn, đều đủ để không rét mà run. Diệp Vân thân thể thế nhưng là nguyên anh cảnh thất trọng, có thể làm ra bộ dạng như vậy ảnh hưởng, sợ là cũng chỉ có Diệp Vân trong cơ thể lôi linh lực đã là toàn bộ dùng để kích thích bản thân, mà lão tổ rồi lại không hiểu là người sau vì sao còn không sử dụng thủ đoạn đến khôi phục, bây giờ Diệp Vân, khí tức đã là hết sức yếu ớt rồi. Hắn đang làm cái gì? Cảnh giác nhìn lơ lửng ở, không chung chỗ Diệp Vân, người sau bây giờ làn da đã là như khét lẹt than đá bình thường mà cái kia lôi đình uy thế càng là có tăng không giảm nếu là nói mình không động tâm cái kia tự nhiên là không thể nào đấy bất quá có thể tại bực này giai cấp tồn tại lại là làm sao có thể đem tính mạng về phần người khác trên người hơn nữa hiện tại diệp vân thân thể coi như là tại hắn xem ra cũng là lại là quá kém không chỉ có là trong cơ thể kinh mạch khắp nơi bị cái kia mãnh liệt lôi đình phá hư không còn hình dáng Đồng thời người sau trong cơ thể huyết dịch sợ là cũng đã không sai biệt lắm bốc hơi, mà mình nếu là thời điểm này tiến công, tuy rằng có thể tự tin thủ thắng, nhưng cái đó và nguyên bản chính mình định ra mưu kế có chút không giống nhau. Hắn đối với Diệp Vân thân hình, đã là có đủ loại rất hiếu kỳ, có thể dùng phàm nhân thân thể thừa nhận thiên tiên ma thần thiên thần chi lực, cùng lúc trước thiên ma đại nhân đi đường, lại còn là có xảo rượu giống nhau chỗ. Bất quá lúc đầu thiên ma là ở kết hợp được tiên chi lực về sau, dùng ma thân một lần nữa hàng lâm trên đời mà chính mình nhìn trước mắt cái này người xa lạ sợ là phải dùng thiên tiên chi thần phủ xuống mà chỉ cần mình bắt lấy cơ hội kia chính là cũng tìm được cái này linh diệu đại lục hôm nay cường đại nhất thể chất hiện nay ngoại trừ cực một số nhỏ ma thần tàn hồn bên ngoài chính là chẳng qua là có chính mình bởi vì bị phong ấn mà có hoàn hảo hồn phách mặt khác tại tiên ma trên chiến trường ma thần đều là đã đẫm máu chiến đấu hăng hái về sau mới bị phong ấn có thể dùng tàn hồn trạng thái còn sống đã là vạn hạnh trong bất hạnh, lại là làm sao có thể cùng mình bây giờ cùng so sánh. Đến đây đi, ta muốn nhìn ngươi đến tôi cùng là phải làm những gì. Nếu để cho bổn tọa triệt để đã khống chế ngươi bộ dạng này bất thế bảo thể, chắc hẳn về sau bổn tọa cũng có thể, như lúc trước thiên ma đại nhân bình thường, huyết chiến mấy vị thiên tiên mà đứng tại thế bất bại, chăm chú nhìn không chung chỗ Diệp Vân, mặc dù mình là tam vô chi ma, thế nhưng cũng chẳng qua là này nhân gian giới cho mình lời nói, chính mình trùng tộc chỉ bất quá thật sự là không vui tại có những thứ khác dư thừa tân trang ngược lại là dùng hỗn độn làm gốc đến phòng theo lấy như thế tiến hóa cảm thụ được trong thân thể của mình đã là mơ hồ mất đi quang huy diệp vân rút cuộc tại lúc này vận dụng nắm giữ tinh thần chi lực đem trong cơ thể lôi linh lực diệt rồi lại làm lúc cảm thụ được mình bây giờ gần chết trạng thái lúc diệp vân bên người dần dần lóe ra sáng trói lưu ly tinh điểm lập tức nguyên bản ảm đạm bầu trời tại thời khắc này đúng là mong muốn hóa thành tinh hà chi huyết nguyệt ánh sáng coi như nguyệt thần bình thường dỗ giành lấy diệp vân thân hình mà viên kia khối tinh điểm thì là làm cho phương này tĩnh mịch địa vực tái hiện sinh cơ lão tổ nhìn diệp vân bây giờ chữ vật pháp bảo trong đã là hao tồn rồi một phần mười tuyệt phẩm tiên linh chi thạch không khỏi đau lòng mong muốn khóc thành tiếng âm gia hỏa này thật đúng là cam lòng lãng phí như vậy chỉ trong chốc lát sợ là mấy nghìn ức tuyệt phẩm tiên linh chi thạch đều là hóa thành thiên địa chi khí biến mất tại trong trời đất rồi lão tổ đau lòng ngoài nhìn diệp vân nguyên bản than cốc bình thường thân hình một lần nữa tỏa sáng sinh cơ giờ phút này thân thể phảng phất là tại hấp thu lấy phụ cận rất vì là thuần túy vỡ tiên linh lực đã thực chất như nước tiên linh khí róc rách về lại diệp vân diệp vân thân hình phảng phất là khô cạn đến đã sạn nứt hoang phế thổ địa giờ phút này đối mặt như thế số lượng tiên linh khí tự nhiên là liều mạng hấp thu mà diệp vân đối với cái này cũng là cảm nhận được thật lâu chưa từng đã bị thoải mái dễ chịu cảm thụ được trong cơ thể một lần nữa tràn đầy chân linh chi khí trong tay chậm rãi lay động tràn ra chân linh chi kiếm ba màu linh lực tại trong không gian tán giật vân mảnh chấn động một lần nữa nắm giữ thân thể hôm nay cái này bức thân thể tuy rằng xa xa chưa đủ nhưng là so với nguyên bản thân thể tốt hơn rồi quá nhiều óng ánh bề ngoài thân như là tốt nhất bảo ngọc mơ hồ có sông vào mũi mùi thơm từ diệp vân thân hình trong chậm rãi hiện lên nồng đậm tiên linh khí tràn đầy diệp vân thân thể thật lâu không tiêu tan mà diệp vân thân hình hôm nay tại tiếp nhận được về sau đã là có thể bị gọi nhân thể lớn thuốc kia máu đã là từ rất vì là thuần túy tiên linh khí đan vào mà thành kia một giọt máu tại hỏa linh lực bắt đầu khởi động thời điểm đều là đủ để bốc hơi khô dòng sông máu loãng ở bên trong đã là từ diệp vân linh lực sụng nước xem ra thời cơ là đã thành thục nhìn diệp vân đã là sắp khép lại thân thể tam vô chi ma trong lòng cũng là chịu phấn khởi đứng lên thân hình hóa thành vô hình ma vụ cực nhanh tới gần diệp vân mà diệp vân nhìn tam vô chi ma chuẩn bị cưỡng chiếm thân thể của mình chưa từng có chút tỏ vẻ, mà là truyền qua tìm đến đi. Nhìn mình sau lưng mãn nguyệt chi. hai cái đồng tử chỗ chậm rãi xoay tròn huyết nguyệt, đang nhìn giờ phút này mãn nguyệt lúc. Mặc dù là cũng không quá nhiều cảm xúc, nhưng là biết mình hẳn là đã không chịu nổi, chính mình mặc dù là đã bị ma khí làm cho ăn mòn mới sáng tạo ra một loại khác đối lập nhân cách, nhưng lại không cái gì dục vọng, chỉ là đơn thuần đều muốn biến thành càng mạnh hơn nữa mà thôi. Mà chính hắn, nhưng là cũng không đem diệt phân trẻ sơ sinh tâm tính một mặt làm lúc làm chủ nhân mình cùng hắn bất quá là âm dương quan hệ trong đó hắn như thế nào có thể làm chủ nhân của mình cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng mình cộng sinh mà thôi mà hôm nay bản thân ma khí đã là triệt để sắp sửa biến mất hầu như không còn rồi mà hắn đang nhìn cái này luôn phiên huyết nguyệt lúc tuy rằng không hiểu vì sao chính mình sẽ có một loại cảm giác quen thuộc nhưng là đã chính thức cảm thấy mỏi mệt tựa hồ làm xong những thứ này về sau sẽ có một cái mới đổ vật tới thay thế chính mình mà nhìn mình hiện tại làm ra vẻ hết thảy đã là hóa thành tu luyện bảo địa cửu yêu phần chi thổ, trong lòng cũng là có không nói ra được nượm dần. Mình bây giờ làm hết thầy, có lẽ chẳng qua là từ đối với bản thân sứ mạng mới vừa rồi là như thế, mà đi tới nơi này tả ma bên người, hẳn là hay là muốn làm xong cuối cùng này một việc, nói cách khác, chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Lần thứ nhất đọc hiểu cảm tình, không người biết được người sau giờ phút này tâm cảnh, chết cực kỳ tận thiên tiên cảnh giới, cũng là tại lúc này chính thức bước vào mà cũng chính là diệp vân trong hai tròng mắt có linh tính tình cảm lập lòe thời điểm một cỗ quét sạch cả tòa linh diệu đại lục diệt thế lôi vân đã là chậm rãi che ập đến trầm trọng lôi vân tựa hồ là muốn đem bầu trời này áp lún xuống đi trong đó thỉnh thoảng hiện lên tử sắc lôi đình làm như phải chén nát hết thảy trở ngại chi vật mà nhìn diệp vân trong mắt linh tính tình cảm càng nhiều càng nhiều lúc nhưng là cái này lôi uy càng thêm bành trướng tăng lên mà chính là tại một bước này diệp vân đem tại trong lòng cứng rắn bóp tắt còn không được ba chữ điệu tận tâm trong tình cảm nhưng là ở đằng kia tam vô tri mà đem hết toàn lực mong muốn đột phá trận pháp tới chiếm thân thể của mình lúc diệp vân lẳng lặng nhìn người sau kéo tới mồm miệng khẽ nhúc nhích một câu mịt mờ chú văn động liên tục không biết tên sức mạnh to lớn sau lưng mãn nguyệt như vậy triệt để sụp đổ mà nhìn cùng mình chỉ thiếu chút nữa xa đầy trời hắc vụ diệp vân than nhẹ lúc giữa bàn tay hiển hiện hỏa viêm chi lực hóa thành đại dương mênh mông rực biển hướng xuống mặt đất ma trong sương mù kêu rên thê lương thanh âm tại đây hắc vụ bị rực biển hướng không có thời điểm trong đó như là chim sơn ca khóc nỉ non lạnh lẽo tiếng kêu thảm thiết không cam lòng vang lên mà dư vân chẳng qua là như vậy nhìn trên mặt đất hắc vụ chậm rãi bị rực biển thôn phệ kia trong hai tròng mắt tán giật ma khí giờ phút này cũng là hóa thành biến mất hờ hứng nhìn lại lúc đã là không biết mục đích của mình là vì sao một bước cuối cùng thật đúng là đáng tiếc nếu là đem đến bản thể có thể đặt chân thiên tiên cảnh giới mà nói mong rằng đem của ta tín nhiệm cùng nhau kế thừa đi xuống. Cười nhạt nhìn cái này xóa sạch một lần nữa triển lộ sáng rồi bầu trời, ý thức đã là thời gian dần trôi qua mong muốn vĩnh viễn ngủ say xuống dưới, mà lão tổ thì là tâm thần bất định nhìn hóa thành sao băng trùng trùng điệp điệp rơi xuống Diệp Vân, không biết giờ phút này mình là phải làm như thế nào. Mặc dù biết bây giờ Diệp Vân hẳn là đã phải đặt chân chân ngã chi cảnh, bất quá nhìn cái kia ma tính một mặt cuối cùng sáng rủa dáng tươi cười, trong lòng tổng là có thêm băn khoăn, người sau giờ phút này hẳn là hoàn toàn đã tiếp nhận tuyết liên thiên tiên truyền thừa ngay lúc đó có thể vì có lẽ đã là đã đến thiên tiên cảnh giới có thể là vì trở về chân ngã đơn giản chỉ cần đem một bước này cách chờ ở mà thôi mà thôi lão tổ chỉ có thể là âm thầm mặc niệm rồi mấy chữ về sau nhìn một lần nữa tỉnh lại diệp vân người sau hôm nay đã là đình trệ thân hình nghi hoặc nhìn mình bây giờ vị trí đồng thời một cỗ trí nhớ mảnh vỡ hải dương lập tức dũng mãnh vào tới đây mà Diệp Vân cũng là khẽ nhíu mày sau đó, nhưng là hiển hiện một vòng cười thảm. Loại này phương pháp giải quyết, chính mình cũng không phải quá mức ưa thích, mà làm cho hắn chính thức không nghĩ tới lúc. Cái kiềm ma tính một mặt dĩ nhiên là một tê không rơi đem tuyết liên thiên tiên chuyển thừa kế thừa xuống dưới, điều này làm cho chính hắn cũng là cảm thấy ngoài ý muốn kinh ngạc, người sau lĩnh ngộ tư chất, sợ thật sự, đã đến một loại kinh khủng cực đoan. Mà có thể dùng bực này phương pháp chạm đến thiên tiên cảnh, vô tình ý cũng là vì, là Diệp Vân mở ra một đạo khác cửa, dù sao mình hiện tại gắng phải nói lời sợ là đã hoàn toàn thừa nhận rồi ma tính một mặt cùng trẻ sơ sinh tâm tính cảm ngộ tại lúc trở lại cả hai tâm cảnh mình cũng là đã chính thức rõ ràng làm sao vậy có phải hay không có chút kinh ngạc mình bây giờ làm cho nắm giữ lực lượng bật cười nhìn về phía diệp vân đang hoạt động lấy thân hình hôm nay diệp vân sợ là cũng ở đây chậm rãi cảm thụ được cái này cỗ thân hình làm cho mang đến rung động địa tiên cảnh nhất trọng tu vi diệp vân coi như là miễn cưỡng đặt chân rồi cái này nhất cảnh giới lệnh người kinh ngạc cảnh giới hôm nay ta đây cũng là có chút không dám tin tưởng sẽ là mạnh như vậy thế này nhìn đầu ngón tay hiển hiện ra ba màu vầng sáng diệp vân nhẹ thở phào bất quá bây giờ chính mình làm cho phải thừa nhận đồ vật tựa hồ là đã càng nhiều tính cả cái kia ý chí chính là cùng nhau kế thừa đi xuống hắc hắc nói như vậy tới lão tổ sau này thân thể có khả năng cũng là sẽ như thế mạnh mẽ a bất quá tuy rằng tiên thiên linh thể rất là phù hợp lão tổ ngày sau hàng lâm bất quá nếu là có thể dùng bình thường thân thể so sánh tiên thiên linh thể cũng là không tệ lão tổ giờ phút này tự nhiên là tại phân tán diệt vân lực chú ý bởi vì hắn cũng là không hy vọng người sau đắm chìm tại quá nhiều ma tính một mặt trong trí nhớ cái loại này bi thương cảm giác ngay cả là chính hắn một ở ngoài đứng xem đều sẽ là cảm thấy vô cùng thương cảm đó là một loại trầm mặc vô hình thương cảm chi ý chẳng qua là chênh lệch cuối cùng một bước nhưng là đem tự chủ nát bấy con đường phía trước chỉ là vì giờ phút này người sau vô số khả năng bởi vì thiên tiên còn chưa là tới hạn hắn không cho phép diệp vân đồng dạng là sẽ không cho phép mà hôm nay đối với thiên tiên cảnh giới nắm chắc diệp vân cũng là không khỏi lớn thêm vài phần giờ phút này diệp vân đích thật là đều muốn cất tiếng cười to nhưng người sau ngay lúc đó lựa chọn nhưng là làm cho hắn không thể như thế không bị trói buộc cười ra tiếng âm bất quá chính mình cuối cùng là dựa vào bản thân ý chí làm cho đặt chân đến nơi này một bước sợ là chống lại địa tiên cảnh bát trọng người ta cũng là có vài phần nắm chặt Diệp Vân nhớ tới chính mình ban đầu ở cửu yêu phần bên trong đụng phải nham tương hải vương. Hôm nay cửu yêu phần chỗ sâu nhất đã là bị lão tổ vận dụng ngọc giản phong ấn. Tiên đạo tung sự tình mình cũng là xử lý sạch sẽ. Còn dư lại chính là phải đến cố gắng cảm thụ cỗ thân thể này lớn nhất cực hạn. Mà một đầu địa tiên cảnh bát trọng đại yêu vương. Tức thì đúng là mình hiện tại tốt nhất thí luyện chi vật. Mà Diệp Vân hiện tại ưu thế lớn nhất chính là đã chính thức hiểu rõ rồi toàn bộ linh diệu đại lục tất cả địa phương vô luận là kỳ ngộ hay vẫn là nguy hiểm tại này thiên tiên cảnh giới khủng bố tinh thần chi lực nghiền ép xuống đều là không chỗ che giấu đấy ngay cả là sâu không thể đáy sóng cả biển rộng hoặc là xuyên thẳng mây xanh đỉnh núi cao đều là bị diệp vân cùng nhau nhớ xuống mà diệp vân đồng dạng là đã tìm được mấy tên tuyệt thế thiên tài trong đó thậm chí là có không thua gì mạc vấn tiên yêu nghiệt nhất là cái kia dùng tinh hà vì là kiếm thiếu niên áo trắng kia đối với kiếm đạo lý giải sợ là đỗ kiếm ngâm cũng chỉ có thể là tới hòa nhau mà chính mình bình luận bản tâm mà nói nếu là cùng người sau đơn thuần so đấu kiếm đạo xảo rượu sợ là xa xa không kịp bất quá cái này thế gian cũng không phải là đơn thuần so đấu xảo rượu là được của ta thiên sinh nhất kiếm nói không biết hắn là hay không có thể cứng rắn kế tiếp thế này diệp vân bật cười bước ra một bước nhìn như cực kỳ chậm rã nhàn nhã thưởng thức bốn phía cảnh sắc nhưng là cho người một loại kỳ lạ ảo giác đúng là mấy ngàn trượng ở giữa di động tới hôm nay diệp vân làm cho yếu lĩnh ngộ pháp tắc ngoại trừ hỏa linh lực bên ngoài chính là chỉ còn lại có không gian pháp tắc cùng lôi linh lực, mà lôi linh lực chính mình chỉ cần tại luyện chế lôi linh thần thời điểm, liền là có thể cảm ngộ đến, cho nên đối với này Diệp Vân cũng không phải quá mức gấp gáp, mà là làm cho Diệp Vân chú ý một điểm, chính là hỏa linh lực cùng không gian pháp tắc. Hôm nay cái này hai loại pháp tắc lĩnh ngộ mình cũng là không có đầu mối, bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, chính mình thế, nhưng là không quên, điều tiên đạo tông bên trong số lượng to lớn lớn công pháp cất giữ, chỉ cần là chính mình tiến tới học tập mà nói tăng lên cũng không phải chuyện khó khăn mà mình ở cô đọng lôi linh thần thời điểm lại lần nữa tiến vào cái kia lôi đỉnh thế giới lúc tin tưởng sở đều đến lĩnh ngộ đồng dạng sẽ là làm chính mình hài lòng làm lúc diệp vân bước chậm tại cả vùng đất lúc trên đường đi cảm thụ được phương này thổ nhưỡng bên trong ẩn chứa tiên linh lực cũng là có chút đau lòng lên chính mình hao tổn tuyệt phẩm tiên linh chi thạch mặc dù là một phần mười số lượng nhưng là khoảng chừng nước cờ trăm tỷ tuyệt phẩm tiên linh chi thạch chịu nát bấy hơn nữa diệp vân nhìn mình chữ vật pháp bảo trong xinh đẹp trùy nhưng là mơ hồ có chút bật cười thứ này xem ra cũng là không có có chỗ lợi gì rồi a à. bất quá cho thanh ly dùng làm phòng thân mà nói cũng là thật tốt coi như là trong đó thừa nhận qua thiên tiên pháp tắc nhưng tại chính mình xem ra tại cái này cái gọi là thiên tiên pháp tắc thật sự là quá mức bạc nhược yếu kém rồi thậm chí là chỉ cần mình sơ qua đụng chạm chính là sẽ như vậy mất mạng hôm nay diệp vân tinh thần chi lực cường đại càng là tăng lên tới một cái độ cao mới tuy rằng không có ma tính một mặt lúc trước dùng thiên tiên cảnh cứng rắn chấn áp toàn bộ linh diệu đại lục nhưng là đã đủ để nhìn thấu địa tiên cảnh thập trọng đỉnh phong tu sĩ mà bây giờ diệp vân cảnh giới nói cho cùng trừ phi là đột phá đến địa tiên cảnh thập trọng nếu không kia chính thức ý nghĩa cũng không tính quá lớn trong nháy mắt lúc giữa là được liên tục nhảy lên cảnh giới dùng diệp vân bây giờ ánh mắt đến xem thật sự là không có chút ý nghĩa nào tôi tiên tâm pháp hôm nay mang cho mình chỗ tốt, mình cũng là có thể lý giải, bực này nội ngoại đều tu tu luyện công pháp có thể vì chính mình đem giới thân đường đều trải ra. Chính mình hôm nay có thể liên tục đột phá cảnh giới, chính là bực này công pháp làm cho mang trưu thế của mình. Nhưng vẫn là nhưng cần lắng động, dù sao cảnh giới bây giờ đối với chính mình mà nói cũng không trọng yếu, chính mình hôm nay chỉ cần đem bản thân linh lực cùng chân khí càng là thích hợp nắm giữ ở mà cảnh giới tự nhiên sẽ tại nắm giữ trong quá trình không ngừng nhắc đến lên cao đó cũng không phải quá mức khó khăn, ngược lại là so với chính mình trước kia làm cho thừa nhận đồ vật, nhẹ nhõm rồi quá nhiều. Cực kỳ rõ ràng cảm thụ được bản thân không gian từ nhịp đập chuyển đổi vì là vạn vẹo quá trình, đến cuối cùng đem chính mình vây quanh đi vào bộ dạng, Diệp Vân có khả năng nhìn thấy tất cả bề bộn không gian pháp tắc mảnh vỡ, những thứ này nếu để cho chính mình từng cái nắm giữ mà nói, tuy rằng hôm nay chính mình đích thật là có thể làm được, nhưng thời gian hay vẫn là quá mức lãng phí cho nên chỉ có thể là tìm một đến luyện tay một chút rồi hy vọng là có thể qua qua tay nghiện a à. diệp vân chậm rãi ngự không đạp tại không gian phía trên mỗi một bước đều cũng có lấy nhẹ nhẹ rất nhỏ sóng vi ba gợn sóng hiện ra mà diệp vân tại đặt chân thời điểm nhưng là trong lòng có một chút nghi hoặc bất quá nhưng cũng là không có để ý cái này gợn sóng thực sự không phải là chính mình cố ý chế tạo ra đấy thậm chí là mình là không thích loại này thanh thế quá mức ra vẻ yếu kém đấy bởi vì tại hỗn loạn trên chiến trường súng bắn chim đầu đàn loại chuyện này chính mình hay vẫn là hiểu đấy bởi vì chính mình bình thường cũng là ở thích chuyên môn nhằm vào tại những cái kia tương đối xuất chúng người được rồi có thể là không gian pháp tác còn chưa hoàn toàn nắm giữ hoặc là đối với bản thân chân khí nắm giữ không đạt đến cực hạn có thể làm được loại trình độ này đã là vậy là đủ rồi làm lúc ngự không tại cử yêu phần trên nhất phương hướng lúc diệp vân nghĩ đến chính mình lúc ấy thuấn di vị trí trong lòng khẽ động ngay lập tức nhảy vào cử yêu phần bên trong như là không đáy bình thường cự yêu phần cửa vào càng giống là một đầu sớm đã chết đi thôn thiên cự thú đang muốn thôn thiên lòng có dư lực chưa đủ rắn nuốt voi mà sau khi tiến vào diệp vân rõ ràng có thể cảm giác được cái này cự yêu phần bên trong yêu khí đã là giảm bớt quá nhiều so với dĩ vãng bốn phía đều tràn đầy lấy yêu khí thời điểm hôm nay chẳng qua là còn sót lại lấy bạc nhược yếu kém yêu khí điểm này làm cho diệp vân cũng là hơi có vẻ kinh ngạc không nghĩ tới tiên đạo tông bên trong cho mình phong ấn vậy mà chỉ có thể làm được loại trình độ này bất quá tay mình trong nguyệt thạch cùng thiên hủy cấm phù hình như là chính mình kiếm lấy đã đến vừa nghĩ tới chính mình còn có thể mượn này lĩnh ngộ nguyệt thạch bên trong pháp tắc diệp vân trong lòng không khỏi thỏa mãn hôm nay chính mình hiện trạng thật đúng là đáng giá làm cho mình trắng trợn chúc mừng một phen chỉ có một bằng bản thân tốc độ liền có thể so sánh tại thuấn di lời nói thật sự là có chút quá mức miễn cưỡng trừ phi là đạt tới thiên tiên cảnh hoặc là một ít đặc thù tiên thiên linh thể có lẽ có thể đạt tới một bước này diệp vân tại hóa thành hư ảo tàn ảnh bước chậm lúc chẳng qua là tại duy trì mấy khắc liền nhịn không được nhẹ thở dốc một hơi dường như đã nhận lấy nào đó cực lớn áp bách chi lực người hay là trước khiêm tốn một chút tốt ta nếu là thời điểm này sẽ phải trước một người đem bản thân chân khí cùng linh lực ăn ý đạt tới tốt nhất gấp gáp như vậy liền muốn phải cùng đại yêu vương chiến đấu có thể hay không quá vọng động rồi lão tổ nhìn thấy diệp vân đang tại làm cử động dĩ nhiên là đều muốn một thân so sánh thuấn di chi tốc không khỏi nhíu nhíu mày nói ta là một cái tức mạng người chuyện không còn nắm chắc làm sao sẽ đi lỗ mãng làm đâu rồi bất quá là tìm đến nó luyện tay một chút mà thôi hơn nữa bây giờ là tại là quá mức nhàm chán nếu là trong lòng có bất mãn lời nói cũng tốt mượn này phát tiết đi ra diệp vân nhưng là cũng không thèm để ý lão tổ nói lời hôm nay chính mình trong lòng ngạo mạn vô cùng bởi vì hắn đích thật là có bực này tư cách nhưng phàm là có thể đạt tới loại trình độ này đều sẽ là trong lòng có đầy đủ kiêu ngạo đến khởi động nội tâm không ngừng dừng lại dục vọng bất quá người sau hiện tại làm những chuyện như vậy cũng hẳn là đại bộ phận tu sĩ làm cho trở mong sự tình một gã đại yêu vương cái kia đã là nhúc nhích làm cho cả linh diệu đại lục môn phái đều chịu sợ hãi yêu vật có thể nói chỉ cần là có như vậy một gã đại yêu vương tại làm loạn trừ phi là cực hạn môn phái môn chủ tự mình ra tay tiến hành chấn áp nếu không sẽ chỉ là không công lãng phí thời gian, hơn nữa yêu tộc trời sinh thân thể liền muốn ưu việt tại người bình thường tộc. Điểm này cũng là rất nhiều tu sĩ không cách nào phản bác đấy, dù sao, đây cũng là sự thật, cho nên nhân tộc chỉ có thể là luôn cố gắng cho giỏi hơn, dùng bầy biển chiến thuật đến vây công phát hiện nhân tộc. Tuy rằng, chuyện này tại ở phương diện khác quá mức hèn hạ, bất quá trở ngại những cái kia gây yếu phàm nhân tính mạng, cũng chỉ có thể là như thế. Rút cuộc đã tới, lúc trước bằng linh lực nếu là không được mà nói, như vậy bây giờ lời nói hẳn là có thể làm thử màu xanh đậm vầng sáng hiện hiện tại diệp vân chỗ đầu ngón tay một đám băng tuyền chậm rãi lay động tràn tại bốn phía nham tương bên trong diệp vân trong nháy mắt một bắn đem như là mũi băng nhọn một nhảy vào nham tương bên trong răng rắc, nhìn mình trước mặt đóng băng chi tầng nếu là nói lúc trước băng linh lực chỉ có thể là làm được đóng băng mặt ngoài như vậy bây giờ đóng băng chính là triệt triệt để để từ nham tương chi tâm chỗ bắt đầu đóng băng mà diệp vân lúc này tuy rằng không có quá nhiều cảm xúc nhưng là trong lòng đã là đã làm xong chủ ý ầm ầm diệp vân nghe được tầng băng vỡ vụn cũng có một đạo thân ảnh khổng lồ tuôn ra lúc trên mặt sáng tươi cười nhìn một lần nữa hiển hiện ở trước mặt mình nham tương hải vương nhìn thấy cái kia lửa giận đến dây sợi dâu cũng đã run lẩy bầy bộ dạng diệp vân cười nói như thế nào còn nhớ ta không hư ngu xuẩn tiểu tử bất quá là đột phá đã đến địa tiên cảnh nhất trọng mà thôi chẳng lẽ lại ngươi cho rằng có thể khiêu chiến bổn vương uy nghiêm sao lừa giận công tâm chính mình vốn đang ngủ ngon giấc tiểu tử này dĩ nhiên là lại tới quấy rầy mình cái này làm cho mình như thế nào không tức giận vốn là đang ngủ ngon giấc kết quả đơn giản chỉ cần bị tiểu tử, tử này cho quấy rầy vô số lần cái này tiểu bối cũng không có việc gì liền tới tìm bổn vương sẽ không phải là đơn thuần đều muốn đùa bỡn bổn vương a ỉ và chính mình có không gian pháp tắc trong thuấn di liền tới nơi này việc áp bất tận hiếp tâm có thể giết bổn vương cũng là có lẽ nghĩ một ít biện pháp đến ngăn lại loại hành vi này như là lúc sau tất cả mọi người đến nói như vậy cái kia bổn vương còn như thế nào an tâm nghỉ ngơi nham tương hải vương nhìn diệp vân đối với chính mình lộ ra dáng tươi cười cũng là trong lòng âm thầm tính toán tự mình ra tay mà nói diệp vân nhất định sẽ vận dụng không gian pháp tắc đến chạy thục mạng thế nhưng là mình nếu là không xuất thủ khó tránh khỏi gặp được càng thêm vấn đề nghiêm trọng đó chính là sẽ để cho tiểu tử này nghiện, từ nay về sau cũng không có việc gì sẽ phải tới quấy rối chính mình nghỉ ngơi. Không có biện pháp, bổn vương chính là trước hư nhật dùng vì, là con rắn, đem nhân tộc này, cho đã lừa gạt đi, đến lúc đó lại tới một người tuyệt địa giết lại, làm cho hắn dưới suối vàng biết đạo bổn vương lợi hại. Nhằm tương hải vương trong lòng cũng là làm tốt sự tình, nhìn Diệp Vân đối với chính mình dáng tươi cười lúc, đồng dạng là ho khan một tiếng, ôn hòa nói, tiểu tử, tuy rằng bổn vương thực lực cường đại, là ngươi đủ để nhìn lên đối tượng nhưng ngươi nếu biết một chút chính là ta đây các loại đợi tồn tại là chỉ có thể chiêm ngưỡng mà không phải tùy ý chạm đến điểm ấy ngươi có lẽ minh bạch à cường đại tồn tại vô luận là làm chuyện gì đều rước lấy vô số dùng kính thanh âm cái này ta tự nhiên là minh bạch bất quá ta tới nơi này có thể là vì đến đổi ta đối với lời hứa của ngươi có nhớ không nhìn trước mắt nham tương hải vương sự phân cười nhìn về phía người phía trước ngôn ngữ đồng dạng là ôn hòa nhắm chúng nham tương hải vương không khỏi buồn bực nói tiểu tử này đang nói cái gì chuyện ma quỷ hắn một vốn một lời vương ưng thuận qua cái gì hứa hẹn đấy sao nhìn nham tương hải vương một bộ không hiểu bộ dạng diệp phân cười nói hải vương thật đúng là chênh lệch cấp tính ta đối với người ưng thuận hứa hẹn nhưng là phải tại tiếp theo gặp mặt lúc gỡ xuống người thủ cấp ha 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 ha, ha thú vị người tiểu tử này thật sự là quá mức thú vị giận quá mà cười gào to nhìn mình trước mắt người này nho nhỏ nhân tộc dĩ nhiên là có thể uy hiếp được chính mình nham tương hải vương gắt cao nhìn chằm chằm và diệp vân phẫn nộ cười nói bồn vương ngược lại là muốn nhìn người có thể có biện pháp nào đến thực hiện lời hứa của người chẳng lẽ là cần nhờ không gian pháp tắc đến buồn nôn chết bồn vương sao cũng có thể tới thử xem tuy rằng ra tay vô tình bất quá cũng là vậy là đủ rồi nhìn nham tương hải vương đối với chính mình lộ ra giữ tận trợn mắt diệp vân trong tay hiện ra từ ảnh thần kiếm màu xanh hào quang phát ra hơi yếu khí thế làm cho nham tương hải vương nhìn diệp vân trong tay tiên khí cười ha ha nói thật sự là chết cười bổn vương rồi bất quá là chính là nhân tộc mà thôi ngay cả cái này trong tay tiên khí đều là tại sợ hãi bổn vương người lại là lại dùng cái gì dũng khí cùng bổn vương giao chiến nói xong nham tương hải vương yết hầu chỗ lóe ra rực sắc ánh sáng màu đỏ diệp vân nhìn người sau thon dài cái cổ bị ánh sáng màu đỏ chiếu rọi dày đặc kinh mạch trong tay ảm đạm từ ảnh thần kiếm lập tức có nhiều thú vị nhìn trước mắt vọt tới mãnh liệt sóng lửa tùy ý vung lên một kiếm đem triệt để bổ ra hả nhìn mình sóng lửa dĩ nhiên là bị diệp vân làm cho chống lại nham tương hải phương trong mắt có ngạc nhiên hiện lên tựa hồ là rất không tin diệp vân vậy mà có thể thừa nhận ở chính mình một kích này sau đó lại là một miệng phun ra diệp vân lại lần nữa nhàn nhã chém ra một kiếm không không ít vừa vạn từ nào đó vừa rồi góc độ nguyên vẹn mổ ra đến như thế nào nếu là tại không sử dụng thực lực chân thật mà nói ta cũng là sẽ không khách khí cười nhạt nhìn vẻ mặt kinh ngạc nham tương hải vương diệp vân bật cười nói tuy rằng không biết tự tin của ngươi là ở nơi nào bất quá binh khí của ta có thể là bởi vì ngươi quá mức nhỏ yếu mà không tết vu ra tay mà thôi sợ hãi vừa nói thật sự là có chút buồn cười còn dám mở miệng châm biếm bổn vương đáng chết nghe được diệp vân đối với chính mình châm biếm nham tương hải vương cũng là khó giữ được biện pháp dự phòng hắn cũng nhìn ra được hôm nay cái nhân loại này đã là xưa đâu bằng nay chính như cái nhân loại này theo như lời giống nhau nếu là mình tại không sử dụng toàn lực lời nói sợ thật sự cũng bị hắn cầm theo đầu đi nhân tộc khoe khoang đi bất quá cái này chết tiệt kết giới phong ấn thủy chung là tại hạn chế bổn vương thực lực chân chính thật sự là có chút đáng giận phẫn nộ phóng tới diệp vân đang nhìn diệp vân hướng về phía sau nhẹ nhàng vừa lui liền như vậy hời hợt xẹt qua công kích của mình lúc trong lòng cũng là âm thầm tính toán đối sách bất quá ta ngược lại là có thể lợi dụng nhân tộc trời sinh từ đại điểm này tới tìm kiếm đột phá dù sao người bậc này tộc thủy chung không đổi được cái này trời sinh tật xấu sống giận lại lần nữa gào thét kéo tới mà khi diệp vân lại lần nữa nhẹ nhàng lúc rời đi nhưng là huy động trong tay tự ảnh thần kiếm đối với người sau đã tạo thành một kích trọng thương mà nhìn thân thể của mình bị quạt làm bị thương về sau hỏa long trong lòng xấu hổ và giận dữ chính mình dĩ nhiên là bị cái này địa tiên cảnh nhất trọng nhân loại cho làm bị thương rồi thật sự là có chút quá mức mất mặt bất quá cũng chỉ có thể là như thế nhìn bổn tọa đem nó triệt để cắn nuốt nhìn diệp vân sắc mặt không thay đổi trước mặt đối với chính mình nham tương hải vương tốc độ mãnh liệt đề đồng thời ngoại trừ đầu lâu bên ngoài chỉnh thể đều là hóa thành hỏa diễm đang tiến hành ra sức thôn phệ lúc có nhiều loại giày đặc viêm hòa bừng lên hôm qua là loại thủ đoạn này đích thật là quá mức nhàm chán diệp vân nhìn phóng tới chính mình viêm hỏa, tuy rằng đã là đủ để đối với chính mình tạo thành nguy hiểm bất quá còn cuối cùng là quá yếu đồng thời trong lòng khẽ động nhìn nham tương hải vương bên ngoài kết giới chi lực lại lần nữa vung lên kiếm tại lão tổ nhíu mày lúc em nham tương hải vương phong ấn như vậy bài trừ nhìn nham tương hải vương một bộ không hiểu bộ dạng diệp vân bật cười nói không cần đối với ta toát ra vẻ mặt như thế chỉ có nói như vậy mới có thể chống đỡ nổi ta và ngươi ở giữa chém giết nếu không vô cùng hưng mà nói thủy chung sẽ để cho trong nội tâm của ta có chút tiếc nuối đấy hặc hặc ngươi quả nhiên là bổn vương gặp phải cực kỳ có thú nhân tộc rồi biết đạo diệp vân lời nói không ngoa hôm nay diệp vân đích thật là năm giữ đã đến đủ để cùng chính mình địch nổi lực lượng nhất là ở tránh diện chém giết thời điểm chính mình lại vẫn không phải là đối thủ cho nên đang nhìn đến diệp vân vì chính mình tiếp xúc phong ấn về sau nham tương hải vương nhịn không được kinh sợ cười rộ lên bất quá nếu như người này đây làm gốc thể mới là bổn vương rất vì là vô địch trạng thái liền là có chút mười phần sai rồi dùng thân hóa hỏa kia khổng lồ thân thể tại thời khắc này cũng là thời gian dần trôi qua tại trong ngọn lửa thu nhỏ lại một cỗ khổng lồ yêu khí tùy theo lan tràn tại tầng thứ năm bên trong miệng diệp vân tại cảm nhận được về sau sắc mặt hơi hơi biến hóa làm sao có thể tăng lên nhiều như vậy lúc này đây là đến phiên diệp vân kinh ngạc không thôi vốn hắn dùng làm cho này đầu đại yêu vương hóa thành bản thể cũng đã là người sau rất vì là thủ đoạn cứng rắn nhưng là bây giờ nhìn tới người sau khí thế dĩ nhiên là mơ hồ tới gần rồi địa tiên cảnh bát trọng đỉnh phong trình độ dừng lại tại trung giai viên mãn mà diệp vân mặc dù là có thể tiến hành ức chế bất quá chính mình không có đạo lý làm như thế bởi vì hắn hiện tại thiếu thốn nhất liền là chân chính sinh tử chém giết. Như thế có lo lắng so đấu, mới vừa rồi là làm cho mình đây không phải là thế hệ công thể đạt được nhanh nhất tốc độ tiến triển. Cho nên Diệp Vân nhìn chậm rãi tại hòa diễm khí lưu trong đàn sinh ra cường tráng thân ảnh, cũng không cái gì hơn dư thủ đoạn. Nhân loại, nói cho ta biết ngươi tên, trợ bổn vương tát tháp màu xám cho trốn đi người, ta sẽ cho ngươi một cái rất thể diện chết kiểu này. Cường tráng thân ảnh theo biến mất khí lưu hiển hiện ra, một thân cường trắng ngâm đen cơ bắp, dường như ẩn chứa đủ để cho núi lửa phun trào lực lượng mà bộ kia màu đỏ thắm hỏa diễm khôi giáp không thể nghi ngờ là rất vì là làm cho người ta nhìn chăm chú đấy diệp vân nhìn lên trước mặt hiển hiện tát tháp màu xám cho bật cười nói ta tên diệp vân ngược lại là bọn ngươi yêu tộc tên đích thật là thiên kỳ bách quái đều có các kỳ quái danh hào cũng đã là không sao bởi vì ngươi hôm nay tất nhiên sẽ chết trong tay ta hay vẫn là lưu lại cái này dư thừa cười nhạo cùng nhau làm bạn như vậy cũng đau buồn kiêu ngạo đi đi đang khi nói chuyện tác tháp màu xám cho thân hình nổ bắn ra giống như một đoàn tốc độ cao núi lửa bộc phát dung nham mà nhìn ngay lập tức dù sao mình trắng hán diệp phân trong tay từ ảnh thần kiếm cũng là thời gian dần trôi qua trói mắt mà bắt đầu thiên sinh nhất kiếm mấy đạo màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây hào quang xuất tại trắng hán trên người mà diệp vân bây giờ chân khí cũng là đủ để khởi động thiên sinh nhất kiếm tiêu hao tuy rằng một kích này chẳng qua là thăm dò nhưng nhìn trắng hán không chút nào động tiếp tục huy động bị nóng rực hỏa viêm bao trùm thiết quyền đánh chúng tại trên người mình lúc khẽ đảo tay đem tử ảnh thần kiếm chống đỡ tại giữa bộ ngực phòng ngừa người sau ám kỉnh kéo tới chân thật có chút làm ta phiền muộn không nghĩ tới người các loại đợi thực lực đã là không chịu được như thế sao nhìn bị chính mình kích về sau giống như đạn pháo bình thường bị bắn trúng tại bức tường mòm núi đá bên trên diệp vân tráng hán lắc đầu một bộ, bộ còn chưa toàn lực xuất thủ bộ dáng sau đó kinh ngạc nhìn diệp vân chậm rãi từ trên vách tường lớn động đứng dậy, bật cười nói, xem ra còn không đến mức làm cho ta không thú vị. Ta cứ là tiếp theo, sẽ là người chết tại trước mặt của ta. Diệp Vân vui vẻ thu liễm, hôm nay cái này đầu yêu thú thực lực mạnh đã là có chút vượt quá dự liệu của mình. Nhất là trắng hán trên người cái kia thứ màu đỏ thắm chiến giáp, cùng là chống đỡ lấy trắng hán tiêu hao làm cho người sau tùy thời, tại toàn lực triển khai. Hắc hắc, nhìn người cái này bộ dáng, ta chính là biết đạo người đã là cảm thấy đã hối hận, đúng không? Tắt thấp màu xám cho hài lòng nhìn Diệp Vân, nhất là Diệp Vân trong mắt lạnh ý lúc, không khỏi cười to nói. Bất quá đây đã là không cách nào đền bù, nhân tộc tiểu tử, đối đãi ta đem người một trận chiến này chấm dứt về sau, ta vẫn sẽ có lấy càng nhiều nữa nhân tộc đến dùng ăn, ta phải nuốt nạp mấy tỷ vạn nhân tộc, mới, vượt rồi là có thể cho ta dẹp loạn những năm này, bị phong ấn lừa giận. Ngu muội thủy chung là ngu muội đấy, quả nhiên là chưa từng bởi vì cảnh giới biến hóa mà có chút nào cải biến diệp vân nghe được tráng hán mà nói về sau không khỏi cười ra tiếng âm mình cũng là cũng không phải là có cuồng vọng như vậy thái độ mà cái này đã yêu vương rồi lại là chuẩn bị thôn vệ nhiều người như vậy tộc nếu là thật sự làm như vậy sợ là khắp thiên hạ tu sĩ cũng là muốn điên cuồng vây quét cười thì không cần người hay vẫn là cho bổn vương chết ở chỗ này tốt nhìn thấy bộ dáng của người bổn vương chính là khí không đánh một chỗ đến nhìn diệp vân đối với chính mình lộ ra dáng tươi cười tát tháp màu xám cho trên người chiến giáp lại lần nữa bộc phát trói mắt hỏa diễm như là hóa thân thành hỏa phim chi yêu lại lần nữa xông về phía diệp vân băng phách thần trưởng diệp vân trưởng dẫn dòng nước lạnh một cỗ cực đại băng tinh cự trưởng nương theo lấy cực hàn chi lực điên cuồng quét sạch bốn phía hỏa viêm toàn bộ nham tương tầng đều là vì cái này cỗ dòng nước lạnh mà như vậy phong bế ở nhìn đại địa biến thành rồi băng tinh diệp vân cũng là cảm nhận được đại hán hôm nay khi thấy yếu bớt lạnh lùng nhìn cùng chiêu thức của mình hợp nhất đứng lên đại hán trong lòng cũng là có nhảy nhẹ xác ý. Bởi vì hắn đã là cảm nhận được, đại hán khí tức không phải là không có yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng mạnh, tại đây một cái chớp mắt dĩ nhiên là có đột phá đến địa tiên cảnh bát trọng đỉnh phong xu thế, tại Diệp Vân thở dài về sau, tắt tháp màu xám cho còn tưởng rằng Diệp Vân là buông tha cho chống cự, đang chuẩn bị ra tay xoán giết lúc, nhưng là sau khi thấy người đối mắt chỗ lạnh lùng, trong lòng mơ hồ có thêm vài phần không đúng. Ta bình sinh không thích nhất chính là người bực này ngu muội sự tình, cũng không biết người đến tột cùng là hiểu hay không. Hôm nay Diệp Vân đã là không định tại bảo vệ biện pháp dự phòng. Tại mới vừa rồi bị tát tháp màu xám cho một quyền đánh tiến lên vách đá trong sự tình. Chính mình tuy rằng, lòng tràn đầy lửa giận. Bất quá cũng là như vậy thu liễm. Bởi vì chính mình bây giờ còn là không có sát thực phương pháp đến ứng đối đại hán. Chỉ có thể là trước nhẫn nại thoáng một phát. Bây giờ nhìn đến đã là hóa thành băng tinh đại địa cử yêu phần tầng thứ năm đại hán tuy rằng đem chính mình bằng phách thần trưởng đánh nát thành tính bằng đơn vị hàng nghìn băng bão vụn mảnh nhưng mình chưa số này vốn là không có chuẩn bị đối với tát tháp màu xám cho nhiều làm ảnh hưởng gì kia chính thức dụng ý bất quá là chuẩn bị đến nhìn một chút đại hán chiến giáp đến tổ cùng là có thể để bảo vệ đại hán đạt tới như thế nào trình độ lợi dụng cái này cửu yêu phần bên trong dung viêm chi lực hội tụ bản mệnh chiến giáp đích thật là vượt quá dự liệu của ta quả nhiên là yêu tộc xảo hoạt dù sao cũng là sống lâu như vậy rồi thủ đoạn của người đích thật là vừa ra khỏi dự tính của ta bất quá có lẽ cũng chỉ là như thế a à. mà đại hán đang nghe diệp vân lời nói này về sau nhìn bốn phía đã là biến thành rồi băng thiên tuyết địa cảnh sắc trong lòng tức giận chính mình dĩ nhiên là bị nhân tộc này làm cho tính kế chính mình còn sống rồi đều là không biết đã bao lâu dĩ nhiên là bị cái này nho nhỏ nhân tộc làm cho tính toán đáng chết quả thực là đáng chết a à. chính mình khí tức bây giờ đã là hạ thấp địa tiên cảnh bát trọng sơ dài giờ phút này đang nhìn đến Diệp Vân tới gần. Đồng tử trong cái bóng, chính là Diệp Vân mỉm cười lúc bộ dáng. Tắt tháp màu xám cho hai, chân nhịn không được mềm nhũn, ngã trên mặt đất, sợ hãi nói, đừng, đừng tới đây, cùng lắm thì bổn vương cầu xin tha thứ, không đúng, là làm đầy tớ của ngươi, như thế nào? Bổn vương thế nhưng là địa tiên cảnh bắt trọng cái thế tu vi, có thể làm đầy tớ của ngươi, chẳng lẽ ngươi chính là không động tâm sao? Mà nhìn không chút nào có động tâm bộ dạng lúc, tắt tháp màu xám cho không cam lòng nói, bùn vương tu luyện mấy nghìn năm đều là đến nơi này từng bước không thể tưởng được dĩ nhiên là thua rồi tiểu tử ngươi trong tay nhưng cũng là không biết làm thế nào rồi a à, nói như vậy ngươi là thừa nhận chính mình vô dụng rồi hả diệp vân nghe để tắt tháp màu xám cho nói như vậy thời điểm nhạt cười hỏi ngươi cũng chớ để quá mức cuồng vọng ta nếu là thất bại như vậy ngươi cũng chắc là sẽ không tại buông tha ta cái này ta trong lòng cũng là nắm chắc bất quá nếu là ta các loại đợi yêu hoàng đã đến chắc chắn là lấy đi tánh mạng của ngươi tát tháp màu xám cho sắp chết thời điểm cũng là buông nguyền rủa làm cho diệp phân nhịn không được bật cười không nói khả năng tại trong lòng của nó cái kia kim sĩ đại bằng đích thật là cường đại dị thường nhất là thiên phú của nó cùng tư chất cũng là vô cùng cường hãn kia tâm tính càng là tốt nhất chi chọn bất quá đây hết thầy đều là đã vô dụng rồi nó cũng không có chính mình tên ma chi tâm nếu như là bị ma khí nhập vào cơ thể mà nói sẽ chỉ là gặp phải tâm tính trên phạm vi lớn cải biến bất quá lão tổ mưu kế thủy chung là như vậy làm cho người ta khó có thể đoán được dĩ nhiên là sớm liền đem mầm tai vạ hạt sống chôn giấu tại yêu tộc bên trong quả nhiên là cáo giả rồi diệp vân cười bình luận lên lão tổ mà lão tổ đang nghe diệp vân bộ dạng như vậy xưng hô chính mình lúc nhịn không được mắt trận trắng nói có tiểu tử ngươi như vậy tán dương người đấy sao bất quá ngươi nên biết không xuất ra mấy tháng cái kỳ yêu hoàng cũng là sẽ đột phá đến địa tiên cảnh thập trọng tình trạng có thể là có thêm nắm chắc đến ứng đối cũng không quá lớn nắm chắc, bất quá, cũng không phải là là không có có tin tưởng chút nào cũng được. Diệp Vân cũng là đang nghe yêu hoàng danh tiếng về sao, có hơi hơi như mày. Nếu để cho chính mình thời gian, ứng đối cái kỳ yêu hoàng tự nhiên là không khó, bất quá bây giờ cảnh giới của mình trải qua một trận chiến này, cũng là có chút ít xác định xuống, thực sự không phải là như tự mình nghĩ, giống như như vậy vô địch. Cho nên Diệp Vân hiện tại tuy rằng hay vẫn là vẻ mặt vô sự người bộ dạng, nhưng trong lòng cũng là đã sớm đã làm xong ứng đối phương pháp, ta bây giờ còn là có lẽ nhanh chóng đem lôi linh thần luyện chế ra nếu là nói cách khác sẽ chỉ là không công lãng phí thời gian mà thôi hôm nay chỉ có băng linh lực đã nhận được trình độ lớn nhất tăng lên hay vẫn là sẽ chưa đủ diệp vân nhìn đã làm tốt tử vong chuẩn bị tát tháp màu xám cho đến chậm rãi đặt chân băng tinh lớn rời đi lúc cũng là chưa từng nhìn nhiều người sau liếc tại kia vừa mới thả lòng thời điểm một miếng mũi băng nhọn cực kỳ phù hợp quán xuyên đại hán cái ót mà một hồi hỏa viêm chậm rãi lay động tràn ra lúc người sau thân thể cao lớn cũng là lơ lửng ở hiện tại đại địa phía trên đã cho ta sẽ bỏ qua người thật đúng là tự tin diệp vân sắp tới đem xuyên qua cửu yêu phần vực sâu miệng lúc bật cười lắc đầu sau đó nhìn phương xa dần dần lui tản ra đến yêu khí mình bây giờ đã là ở trên tầng bốn tìm không thấy quá nhiều yêu thú trừ đi một tí nhỏ yếu chân khí cảnh yêu thú bên ngoài ngay cả kim đan cảnh đều là rất ít nhìn thấy xem ra cũng là biết rõ tạm lánh mũi nhọn cái này vừa nói xem ra những thứ này yêu tộc đích thật là không thể khinh thường đấy suốt cuộc không có ở đây dừng lại tại cử yêu phần bên trong diệp vân bây giờ thân pháp tốc độ tại một lát sau chính là đã đã đi ra cử yêu phần tại một lần nữa trèo lên gặp cử yêu phần cửa vào phía trên lúc cười nhạt nói cuối cùng là đều nhất nhất giải quyết xong hôm nay thực lực của ta coi như là đã có một cái đoán chừng đối với đầu kia địa tiên cảnh bát trọng tát tháp màu xám cho diệp vân trong lòng tự nhiên là không có quá để ở trong lòng bởi vì chính mình sở dĩ sẽ bị người sau sở khiên chế tạo. Bất quá là bởi vì người sau luyện chế ra bộ kia chiến giáp mà thôi. Nếu là thật sự có thể cùng mình cm thắng bại mà nói, liền chắc là sẽ không dựa cái này chiến giáp có thể vì rồi. Được rồi, cuối cùng là một một đối thủ không tệ, như vậy liền đem hắn bác bỏ mà nói, có phải hay không có chút hơi quá đáng đây. Đạp không mà đi, Diệp Vân hưởng thụ lấy bốn phía cuồng phong bao trùm tại gia mình bên trên cảm giác, Diệp Vân thậm chí là cảm giác được, chỉ cần là chính mình cố tình chịu, một lát thì có thể làm cho này thiên địa trở thành một trận cuồng phong tàn mảnh. Cũng là trách không được lúc trước thiên tiên cuộc chiến cũng là muốn một lần nữa sáng lập không gian, hôm nay ta đây đều là có thể nhiễu loạn thiên hạ này phong vân, tuy rằng vẫn có lấy gặp bị giết chết nguy hiểm. Bất quá, Thủy Trung là đã có đánh cực một lần lực, Diệp Vân trong lòng âm thầm tính toán, tại một lát đến hồng thành lúc, Diệp Vân cũng là không có quá lâu lời nói. Chậm rãi hàng lâm tại ba dạm bên ngoài, sau đó chính là chậm gì gì vội vàng đường trên đường đi diệp vân nhìn phụ cận cảnh sắc cũng là có thể nhìn thấy không ít phàm nhân tại ruộng đồng bên trong vội vàng việc nhà nông bởi vì nơi này là hồng thành so với địa phương khác đều là tương đối an toàn cho nên làm cho không ít phàm nhân cũng là ưa thích ở chỗ này điền canh mà ở diệp vân nhìn vài tên thiếu nữ cùng một chỗ nhìn lén một gã khuôn mặt một chút tấn giật thanh niên luyện kiếm lúc cũng là nhịn không được đưa tới khi thấy diệp vân quần áo bất phàm đi vào nhóm người mình trước mặt lúc ba gã thiếu nữ ăn mặc thanh lệ áo vải vẻ mặt tươi cười nói không biết vị đại nhân này tìm chúng ta làm cái gì đấy nhìn diệp vân trên người ăn mặc có lẽ đều là rất quý báu tơ lụa áo vải hơn nữa diệp vân khuôn mặt tuy rằng tương đối tuấn tú nhưng là có một cỗ vô hình lực hấp dẫn làm cho các nàng không khỏi sinh lòng hảo cảm chủ động lấy lòng mà hỏi bất quá là hiếu kỳ là ở hiếu kỳ các người một đám tiểu nha đầu tụ cùng một chỗ đang làm cái gì mà thôi hiện tại xem ra mà nói nguyên lai like là tình cảm tối sinh ra bật cười nhìn ba gã đối với chính mình tốt như thế thiếu nữ diệp vân cười nói Bất quá cũng là khó trách Dù sao đều là đã lớn như vậy Cũng là không kỳ quái Vì đại nhân này rõ ràng So với chúng ta lớn tuổi không có bao nhiêu nha Nhưng thật ra Là tại giả trang lão thành đúng hay không Hì hì Áo tím nói rất đúng nha Đại nhân lại là đang nói đùa với chúng ta rồi Hai người bọn họ mới là trong lòng tối tố đâu rồi Người ta thế nhưng là tại phụng bồi các nàng Trong đó Hai tên thiếu nữ đang nghe Diệp Vân Mà nói về sao Đều là chẳng hề để ý cười hì hì trả lời Đơn độc là có thêm một gã dáng người tương đối gầy yếu thiếu nữ, đỏ mặt đích nói thầm. Như thế nào đột nhiên có thời gian cùng cái này mấy cái tiểu nha đầu kéo đông kéo tây rồi. Lão tổ nhìn Diệp Vân đang cùng vài tên thiếu nữ trao đổi lúc, không khỏi cười hỏi, ta thế nhưng là nhớ rõ người bình thường không rất ưa thích gần nữ sắc mới phải. Chẳng qua là tại lấy tiền bối tâm tính đang cùng các nàng trao đổi, không biết lão tổ ngươi là đang nghĩ một những chuyện gì. Diệp Vân đối với lão tổ hỏi chuyện của mình, đều là ôm cho là mình cười khổ, không biết vì sao hắn mỗi lần đều là ưa thích đem chính mình đối với những thứ này tiểu bối trao đổi đặt ở cho là mình kỳ diệu quan hệ bên trên cân nhắc. Điều này làm cho Diệp Vân cũng là có chút bất đắc dĩ. Mình là thật sự chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Tuy rằng bình thường đối với Thủy Linh Linh, hai nữ cùng Thanh Ly có chút hữu hảo, bất quá cũng chỉ là hữu hảo mà thôi, thật sự đều muốn cùng lão tổ nghĩ như vậy giống như... Đích thật là có chút quá mức oan uổng chính mình rồi. Bất quá tuy rằng, nếu là nói Thanh Ly chưa học tập lão tổ ẩn giấu khí tức pháp môn lúc, chính mình có đôi khi tại thấy thời điểm đích thật là có chút có nào đó mơ màng nhưng rất nhanh chính là gặp đem sập tắt bởi vì chính mình giàu gì cũng là biết rõ nhân tộc cùng ma tộc ở giữa khác nhau coi như là nói thành thủy hỏa bất lưỡng lập cũng là không kém rất nhiều rồi mà nhìn diệp vân đang bật cười nhìn qua các nàng trong đó bị kêu là áo tím thiếu nữ lớn mặt hỏi xin hỏi đại nhân ngài có phải hay không muốn đi hồng thành nha chính là cái đều là tiên nhân cư trú đại thành trì nhìn tam nữ lộ ra chờ mong ánh mắt đang nhìn mình diệp vân chỉ có thể là gật đầu cười không biết cái này tam nữ nghĩ phải làm những gì chỉ có thể là trước thừa nhận về sau có chút tò mò chuẩn bị nghe thoáng một phát cái này tam nữ gặp làm cho mình như thế nào nói như vậy đại nhân là tiên nhân rồi một bên gọi là thanh y thiếu nữ kinh hỉ hỏi chẳng qua là gặp có một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi lên không được mặt bàn đấy bằng không thì ta cũng chính là sẽ không như vậy vất vào khổ cực đuổi đường đi tới hồng thành rồi không phải sao diệp vân cười khổ lắc đầu chỉ chỉ bên hông mình từ ảnh thần kiếm cười nói cầm một thanh binh khí đến dùng để phòng thân để tránh là gặp cái gì tại họa lớn đại nạn để cho ta bị thương mới phải được rồi bất quá đại nhân cũng là biết pháp thuật nữa nha đã rất tốt đúng á đại nhân cũng là không thể ở chỗ này buông tha cho tự tin mới phải nhìn diệp vân lộ ra cười khổ tam nữ cũng là có chút không đành lòng tưởng rằng đà kích diệp vân nhịn không được an ủi nói tuy rằng ta cũng là nghĩ như vậy bất quá nếu là đã đặt chân lên một bước này, tóm lại là muốn hảo hảo tiêu sái xuống dưới, cho nên vẫn là cảm ơn trước ba người các ngươi tiểu nha đồ an ủi. Diệp Vân trong tay tất cả Từ hiện ra ba đoàn tiên linh khí, đưa cho tam nữ cười nói, một điểm nhỏ lễ vật, vẫn còn hy vọng các ngươi nhận lấy. Ai, những vật này là cái gì nha? Kinh ngạc nhìn Diệp Vân trong tay màu xanh khí lưu, tuy rằng tam nữ không biết cái này ý vị như thế nào, bất quá có thể từ nơi này màu xanh khí lưu bên trong cảm nhận được một cỗ làm chính mình dị thường cảm giác thư thích trong lòng cũng là nhảy dựng nhìn diệp phân ôn hòa dáng tươi cười không khỏi lấy hết dũng khí nói đại nhân đây là cho tỉ muội chúng ta đấy sao nếu là nói cho các ngươi nhìn nhìn chẳng phải là quá mức khi dễ các ngươi tào nhã mà cười diệp phân đem chính mình từ mấy miếng tuyệt phẩm tiên linh chi thạch bên trong đưa ra tiên linh khí rót vào cho tam nữ làm lúc nhìn tam nữ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt đang nhìn mình lúc ánh mắt khẽ nhúc nhích chính là nhìn thấy nguyên bản tam nữ lặng lẽ nhìn lén thanh niên đang cảnh giác nhìn mình ta nơi này chính là đã không có dư thừa linh khí nhún vai diệp vân bật cười nói người đối với các nàng ba cái làm cái gì thanh niên lúc này thả ra trong tay thiết kiếm nhanh hơn bước chân hướng đi diệp vân làm lúc nhìn diệp vân bật cười bộ dạng lúc thanh niên lông mày không khỏi nhí một cái từ cảm thụ của mình bên trong tam nữ hẳn là đã nhận được chỗ tốt rất lớn không khỏi nhẹ nhàng thở ra ôm quyền hướng diệp vân biểu đạt ái náy chính mình tuy rằng ngày thường trong không để ý đến tam nữ nhưng trong lúc vô tình luôn gặp liếc về tam nữ vẻ mặt hương phấn đang nhìn mình đồng thời khoa tay múa chân lời bình chính mình tuy rằng ngay từ đầu chính mình rất không hài lòng bất quá về sau cũng là hơi chút quen thuộc thoáng một phát cũng nếu không có tại nhiều để ý tới tam nữ hôm nay nhìn diệp vân đem không biết tên đồ vật rót vào tại tam nữ trong cơ thể cũng là trong lòng có khó hiểu đồng thời cũng sợ diệp vân là một ít tà tu nếu chỉ có vậy mà nói mình cũng là muốn liều chết đánh cược một lần mới là rồi tuy rằng lớn nhất khả năng là mình được chôn cất tiễn đưa mất tính mạng bất quá cái này cùng chính mình tu đạo lý niệm đến xem cũng không cái gì xung đột thế nào có phải hay không khối tốt hạt giống đây lão tổ nhìn thanh niên đối với diệp vân chút nào nói thẳng xin lỗi bộ dáng không khỏi cười nói bất quá cho là mình lão tổ đến nhìn hạt giống tuy rằng rất tốt bất quá nhưng là có chút quá ngu ngốc nhưng tâm tính cuối cùng là thật tốt như là nguyện ý ta có thể đem không nguyễn kiếm đạo truyền thụ cho hắn trên đường đi nhiều loại một ít thiện duyên cũng là vô cùng tốt đấy diệp vân duỗi ra tay trái của mình đem trên ngón giữa hắc sắc kiếm giới chậm rãi tháo xuống bật cười nhìn thanh niên cười nhạt nói ta và người đồng dạng là hữu duyên đấy cái này nhỏ đồ chơi chính là tiễn đưa người đã khỏe cái này nhìn diệp vân đưa tới phong cách cổ xưa kiếm giới diệp vân không khỏi cười nói yên tâm đi ta đều ngốc lâu như vậy rồi chắc hẳn sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm cho nên người chính là trước nhỏ lên máu tư nhận chủ tốt rồi đang nghe diệp vân mà nói về sau thanh niên vốn là do dự một lát, sau đó cũng biết đây là một lần thuộc tại cơ duyên của mình, sau đó cũng là dùng trong tay thiết kiếm vạch phá đầu ngón tay, làm, lúc máu tươi chảy tràn tại hắc sắc kiếm dưới lúc, một cỗ to lớn trí nhớ hải dương tùy theo hiện lên tại thanh niên trong óc, sau đó thanh niên chính là lâm vào hôn mê, mà tam nữ nhìn thanh niên hôn mê, lo lắng nhìn Diệp Vân. Trong lòng các nàng cũng là khó hiểu Diệp Vân đến tột cùng là làm cái gì, làm cho thanh niên hôn mê bất tỉnh, bất quá nhìn diệp vân từ vừa mới bắt đầu chính là cực kỳ thân mật cùng nhóm người mình trao đổi tin tưởng cũng sẽ không làm làm cho người không hiểu sự tình chỉ có thể là ủy khuất nhìn diệp vân hy vọng diệp vân cho mình các loại đợi một cái tốt giải thích hạc hạc yên tâm đi tự nhiên không phải là có chuyện gì tại hắn ngủ say trong khoảng thời gian này các ngươi không nên quấy rẻ hắn chính là hơn nữa nếu có cái gì hứng thú lời nói ta có thể dạy bảo các ngươi một bộ công pháp như thế nào diệp vân nhìn tam nữ ủy khuất bộ dáng nhưng trong lòng cũng là có bất đắc dĩ vui vẻ cái này chính là phàm nhân ngu muội bất quá đây cũng là nhân tộc cảnh giác nếu là đem chuyện này đặt ở trên người của mình chính mình đồng dạng sẽ là như thế sau đó diệp vân nhìn tam nữ sau đó kích động bộ dáng cười nhạt nói nếu là ta nói chỉ biết có một gã đạt được ta công pháp người các người gặp là lựa chọn như thế nào tiền bối mà nói lúc nếu là chúng ta mấy cái đều muốn cùng tiền bối giống nhau lên làm tu sĩ chính là chỉ có thể có một cái còn sống đấy sao còn chưa chờ diệp vân đem lời nói nói ra Diệp Vân chính là nhìn thấy trong số ba nữ cái kia nhất ngượng ngùng gầy yếu thiếu nữ, trong mắt ẩn chứa dục vọng mãnh liệt cùng chờ mong, hỏi hướng Diệp Vân. "Thú vị, nếu là ta nói nếu có thể, ngươi gặp là như thế nào làm?" Diệp Vân có nhiều thú vị nhìn gầy yếu thiếu nữ, "Làm." Lúc nhìn hai nàng khác lộ ra nghi hoặc đang nhìn mình cái này nhỏ nhất muội muội lúc, không khỏi vô thức thầm nghĩ, "Tiểu nha đầu này là muốn phải làm những gì? Nếu là tiền bối nguyện ý, ta tự nhiên là." Vốn muốn lại lần nữa mở miệng, nhưng khi nhìn thấy diệp vân bật cười lắc đầu bộ dạng lúc gầy yếu thiếu nữ một vòng cười thảm chính mình cũng hẳn là biết rõ giống như diệp vân như vậy tâm tính người chính trực hẳn là sẽ không nhận lấy chính mình các loại đợi tâm tính thô bạo không cảm giác người nhưng khi nhìn thấy diệp vân cười gật đầu lúc thiếu nữ trong lòng hiện ra kinh ngạc tùy theo nhìn về phía bên cạnh hai tên tỉ tỉ nắm thật chặt hai tay đã là đem cái kim móng tay lâm vào trở nên trắng ra thịt bên trong cắt gao cắn răng không biết trong lòng đến tột cùng là suy nghĩ cái gì sự tình được rồi tiền bối ba người chúng ta tỉ muội đã là bình thường đã quen đột nhiên muốn làm tu sĩ mà nói không khỏi có chút quá mức qua loa hay là trước thật có lỗi tiền bối hảo ý đột nhiên trong tỉ muội nhị tỉ mở miệng tại chỗ là trực tiếp cự tuyệt diệp vân mà nói mà khi diệp vân nhìn gầy yếu thiếu nữ lúc muốn xem ra nàng sẽ làm ra như thế nào lựa chọn ta cũng không cần không có gì gặp so với tỉ muội chúng ta cùng một chỗ hơi trọng yếu hơn đấy trong số ba nữ đại tỷ lúc này đột nhiên mở miệng nắm thật chặt bên người hai cái bàn tay của muội muội rất nghiêm túc mở miệng nói ta buồn bã nhìn hai nữ đang nhìn hai nữ ánh mắt mong chờ lúc gây yếu thiếu nữ bối rối không biết muốn như thế nào cho phải mình muốn càng thêm rộng lớn bầu trời đều muốn cùng những cái kia người giàu có bình thường ăn mặc cầm y an hải chân không muốn tại nhỏ cỏ tranh trong phòng sinh hoạt cả đời càng không muốn từ nay về sau thì cứ như vậy vượt qua cả đời ta muốn hy vọng mặc dù hy vọng này ngắn ngủi gặp biến mất bình thường ta cũng nhất định phải chăm chú đem bắt lấy trong lòng bào hao trả lời chìm xuống trên mặt sữ tợn vô cùng nguyên bản gầy yếu thay đổi thái độ bình thường cảm thụ được hai nữ giờ phút này trong tay chuyển đến ôn hòa tại khẽ ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn diệp vân dáng tươi cười trong lòng đã là rơi xuống đáp án mong rằng tiền bối nguyện ý hiện ra ngài lời hứa hoa y chỉ có thể là đem hy vọng này ký thác vào tiền bối trên người nhu hòa cười nhìn nam chính mình hai tay hai nữ khi thấy áo tím cùng thanh y lộ ra dáng tươi cười biểu lộ lúc đưa tay chậm rãi thả ở sau lưng một thanh nhỏ hẹp đá đao cầm thật chặt chính là muốn như vậy phân ra cái gọi là kết quả cuối cùng sách thật đúng là lòng dạ độc ác loại đến tuổi này chính là đã có thể làm được một bức này rồi không thể không nói chúng ta tộc có đôi khi thiên phú thật là làm cho ta đều cảm thấy bất đắc dĩ lão tổ nhìn gầy yếu thiếu nữ đồng từ chỗ sâu tàn nhẫn lúc rồi lại là không biết làm thế nào Mặc dù biết cái này có thể là thiếu nữ một lần cuối cùng chờ mình cơ hội, nhưng có thể như thế hạ thủ được, thật đúng là làm chính mình có chút không cảm giác. Có lẽ tương lai ta cũng là muốn làm đến một bước này, nàng tất cả hành động, bất quá là tương lai chiếu dọi ta đây. Nhìn trên mặt đất chậm rãi lưu động tại chính mình lòng bàn chân máu tươi, gai mũi mùi máu tươi rơi vào tay chính mình trong lỗ mũi, trên mặt đất cũng là tùy theo hơn nhiều hai cỗ mới lạ thi thể, gây yếu thiếu nữ toát ra thêm mỹ sáng tươi cười chính là như vậy đơn giản một lần nữa nhìn qua Diệp Vân. Trong hai tay máu tươi, đã là làm cho trong lòng của nàng mong muốn tan vỡ, mình đã là không đường có thể đi, chính thức chính là không đường có thể đi, hôm nay chỉ có thể là hy vọng Diệp Vân không nên lừa gạt mình, nếu chỉ có vậy mà nói, mình cũng là sẽ tự động kết thúc tính mạng, bởi vì sâu phút này chống đỡ tín niệm của nàng, chính là Diệp Vân công pháp. Nhìn ánh mắt sợ hãi thiếu nữ, Diệp Vân chỉ chỉ ngủ sai tại bên kia thanh niên, thản nhiên nói, giết hắn ta đây cho hắn truyền thừa, từ nay về sau chính là cho ngươi rồi. Ta, ta phải như thế nào đi làm? Nhìn Diệp Vân đã là từ cười nhạt liền làm đạm mạc, gây yếu thiếu nữ cắn chặt răng, trong tay chính mình vất vả khổ cực tôi luyện đá đao cũng là lại lần nữa vùng hướng ngủ say thanh niên, lại đem kia giết, sau khi chết, nhìn trong tay mình từ nay về sau nhiều ra hắc sắc kiếm giới, cũng là rốt, cuộc đã có xóa sạch thư thái dáng tươi cười. Sau này, ngươi sẽ không hận ta làm ra loại chuyện này sao? Diệp Vân nhìn gầy yếu thiếu nữ thư thái bộ dáng, nhàn nhạt, hỏi. Tự nhiên là sẽ không. Đại nhân truyền ta tu đạo phương pháp ân trọng như núi, phảng phất là làm cho hoa y cải tạo nhân sinh. Từ đó về sau hoa y liền nhận thức làm tiền bối vì là thân huyết chi phụ, mong rằng tiền bối thành toàn. Hai đầu gối quỳ dạp xuống đất, hoa y trùng trùng điệp điệp tựa đầu cúi tại cả vùng đất, kiên nhiễm máu tươi cũng là nhuộm hồng cả kia buồn tẻ tóc dài, nhìn Diệp Vân khuôn mặt lúc, ẩn hiện điên cuồng. Nhân tộc sở dĩ làm cho người ta tuyệt vọng, trừ đi một tí người ngu muội ngu ngốc bên ngoài chính là chỉ có người bậc này nữa à diệp vân bất đắc dĩ xóa đi thiếu nữ trên gương mặt nhiễm máu tươi nhìn thiếu nữ thân thể mơ hồ phát run thở dài một tiếng như vậy biến mất biến mất rời đi mà khi hoa y lại lần nữa nhìn về phía cảnh sắc chung quanh lúc nhưng là phát hiện mình êm đẹp đứng ở tại chỗ bên người hai nữ như cũ là tại trêu chọc nhìn tại đau khổ luyện kiếm thanh niên mà chính mình nhưng là hoảng sợ vuốt trước mắt mình hai vị tỷ tỷ nhìn các nàng nghi hoặc đang nhìn mình lúc gầy yếu thiếu nữ chỉ có thể là đem đây hết thảy cho rằng một cuộc xuân thu chi mộng trong lòng lộ vẻ sầu thảm chính mình hẳn là đụng phải một vị tiên nhân rồi à bực này thủ đoạn chỉ có thể là tiên nhân mới vừa rồi là có thể làm ra đấy mà chính mình làm lựa chọn tại bây giờ nhìn mà nói có lẽ là sai vô cùng không hợp thói thường nhưng nếu là đem chuyện này lại tới qua mà nói coi như là hoa y trong lòng như thế nào không cam lòng nhưng cũng là sẽ làm ra giống nhau sự tình được rồi tiểu muội có phải hay không nhìn hắn nhìn mê mẩn nữa nha hai nữ cười duyên nhìn về phía gầy yếu thiếu nữ mà gầy yếu thiếu nữ lúc này cũng là đầu mùa xuân dáng tươi cười ôn nhu cười nói mới không có á à? bất quá là cho rằng hai vị tỷ tỷ đến tôi cùng là coi trọng hắn chỗ đó đây đương nhiên là sẽ mua kiếm á nhìn đều là rất lợi hại bộ dạng đây nhìn muội muội của mình đối với chính mình lộ ra vẻ bất đắc dĩ áo tím nhịn không được hỏi cái kia thanh y đâu rồi thanh y một mực so với hai người chúng ta thông minh nàng là thế nào nghĩ đây này? Khanh khách, tự nhiên là cả thôn chỉ có cái này thì một cái nam hài từ á. Bằng không thì chúng ta đi ưa thích những cái kia lão già già, bật cười nhìn đem ánh mắt tìm đến hướng chính mình thiếu nữ, đang nhìn gầy yếu thiếu nữ trong mắt thành nước mắt đang nhìn mình lúc, khó hiểu nói, tiểu muội ngươi làm sao? Không có gì á? Bất quá là vừa rồi là một cái rất kinh khủng mộng, đột nhiên, đột nhiên chính là sợ hai người các ngươi rời khỏi ta, lao sạch lấy trong mắt nước mắt, Hoa y đắng chát cười nói. Đó là không có khả năng á. Chúng ta ba tỷ muội không phải nói tốt muốn vĩnh viễn cùng một chỗ đấy sao? Làm sao sẽ cho phép hai người chúng ta rời khỏi con người? Tiểu muội lại là lại suy nghĩ nhiều. Áo tím vỗ vỗ thiếu nữ phía sau lưng, cười hì hì nói. Bất quá nếu là muội muội tương lai lập gia đình mà nói, cũng không biết đạo sẽ như thế nào đây. Ôn nhu cười cười, hoa y một lần nữa, cùng hai nữ, cùng một chỗ hữu hảo, ở chung đứng lên, vừa rồi phát sinh hết thảy cũng là được gầy yếu thiếu nữ đã coi như là một giấc mộng một cuộc vĩnh viễn sẽ không lại thừa nhận mộng diệp vân người về phần còn muốn vận dụng huyễn thuật đến mê hoặc tiểu nha đầu này đấy sao nàng làm chuyện gì đều hẳn là cùng hai người chúng ta không có gì quá lớn liên quan a à. lão tổ nhìn bước chậm tại trong rừng cây diệp vân nhịn không được nói hơn nữa người vừa rồi vận dụng tinh thần chi lực sợ là không nhỏ a à. người bây giờ thân thể thật là có thể tiếp nhận được sao nhìn diệp vân lộ ra bất đắc dĩ dáng tươi cười lão tổ bất đắc sĩ nói đám người kia căn bản liền chắc là sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng ta xem cái tiểu nha đầu kia hiện tại đã là cùng cái kia hai tiểu cô nương đùa giỡn ở cùng một chỗ loại này tâm tính tương lai sự tình gì làm không được ngay cả là như thế chúng ta cũng là muốn đem hy vọng này giữ lại tại cuối cùng mới là huống chi ta hiện tại vận dụng huyễn thuật bất quá là nhập môn mà thôi chính thức dùng để mê hoặc địch nhân hay vẫn là trong tay của ta phai mở thành cho là mình nó có thể vì thi triển huyễn thuật mới Vừa rồi là có thể như vậy chân thật, không phải sao?" Diệp Vân nhìn mình chữ vật pháp bảo trong chậm rãi xoay tròn ra màu đen cổ thành, cười nhạt nói. "Ai, dù sao lão tổ chắc là sẽ không đã hiểu a, à. những chuyện này, nếu là muốn lão tổ đến lý giải mà nói, chỉ sợ thật đúng là sẽ là quá mức khó khăn." Lão tổ cũng là bất đắc dĩ thở dài, hiện tại Diệp Vân ngược lại là ở vào tùy tâm sở dục tình cảnh, người sau không khỏi bật cười, nói hết thảy đều là tùy tâm tốt rồi, bất quá là một ít tinh thần chi lực, ta còn là tiêu hao lên lão tổ bất quá là đang lo lắng người bây giờ thân thể trạng thái tiểu tử người thật sự là để cho ta có chút lo lắng mặc dù nói cái này mấy cái bất quá là phàm nhân mà thôi bất quá người bây giờ tinh thần chi lực có lẽ vẫn còn bất ổn định à Như mày nhìn diệp vân phải nhìn nữa diệp vân gật đầu lúc không khỏi giận dữ nói lần sau cẩn thận một chút cũng được cùng bọn này phàm nhân lãng phí thời gian quá mức có lẽ à bất quá thủy chung là đùa dẫn thoáng một phát mà thôi chính thức cần ta đến suy tính sự tình kỳ thật cũng không nhiều diệp vân nhìn vì chính mình lo lắng lão tổ bật cười nói cho nên ngươi chính là yên tâm đi ta mình bây giờ trạng thái tự chính mình hay vẫn là hiểu rõ tuy rằng chân ngã trở về không tính quá lâu nhưng cũng là đủ để cho ta tiêu hao một chút được rồi bất quá kế tiếp ngươi có tính toán gì không phải biết rằng lôi linh thần hiện tại ngoại trừ tiên đạo chi đá có thể đạt được bên ngoài vẫn có một ít những vật khác nhưng cần ngươi đi tìm kiếm còn dư lại đồ vật chính là giao cho tiên đạo tông người tốt rồi dù sao ta cũng là bọn họ đặc biệt trưởng lão càng có phong ấn yêu tộc công lao coi như là bọn hắn không nhận ta chỉ cần là trưởng môn cùng đại trưởng lão nhận đồng mà nói liền chắc là sẽ không để cho ta như thế nào diệp vân nghe được lão tổ làm cho muốn tìm kiếm một ít tài liệu lúc cười nhạt mở miệng nói cũng là một biện pháp tốt đó chính là đi trước hồng thành bên trong mở ra lớn ngày truyền tống trận a người bây giờ nếu là toàn lực thi triển lời nói cần phải bao lâu đặt chân hồng thành bên trong lão tổ lúc này cũng là không muốn lại ở chỗ này lãng phí thời gian nhìn diệp vân lộ ra dáng tươi cười lúc nghi hoặc hỏi từ khi chính mình nhìn diệp vân trở về chân ngã về sau chính là lại cũng không có thấy người sao vận dụng qua toàn lực mặc dù có giết chết địa tiên cảnh bát trọng đại yêu vương chiến tích bất quá lão tổ cũng là minh bạch diệp vân cũng không là đa động dùng bất luận cái gì chiêu thức ngoại trừ cuối cùng vận dụng kia cực hàn thần lực đem cái này cái kia đại yêu vương chiến giáp đánh nát liền không tiếp tục mặt khác rồi không đến thời gian một nén nhang đây là ta hiện tại thấp nhất đoán chừng nếu là toàn lực phía dưới mà nói sợ là ta cũng không biết đáp trả lão tổ hỏi vấn đề của mình diệp vân cười nói quả nhiên là có chút biến thái a à. ngươi nghe được diệp vân khẳng định sau khi trả lời lão tổ nhịn không được cười ra tiếng âm nói loại tốc độ này đã là rất kinh khủng mà diệp vân rồi lại là có thêm một ít tức hận tựa hồ là vẫn còn có thể cảm giác được chính mình có thể tăng lên không gian có chút có chút không cam lòng, mà ở chính mình trong mắt, có có thể cho là mình địa tiên cảnh tu vi làm được một bước này, đã là đúng là không dễ. Tốc độ mấu chốt chính là quyết định bởi tại lực lượng, mà lão tổ nhìn Diệp Vân toát ra vẻ bất đắc dĩ lúc cũng là thân thể to lớn có thể đoán được Diệp Vân hiện tại làm cho nắm giữ lực lượng ước chừng tại bao nhiêu, chỉ sợ đã là cùng cái kia, hồng thành chi chủ hồng thiên tịch thế lực ngang nhau, mà Diệp Vân nhìn xuất hiện ở trước mặt mình lại một đạo thôn trang chi cảnh lúc, rồi lại là không có lại dừng lại mình đã là thất vọng qua một lần rồi những người phàm tục này dục vọng thủy chung là như vậy tham lam cái kia chính mình còn không bằng không thấy nếu chỉ có vậy mà nói có thể hay không liền có thể dẫn chính mình buông lỏng một hơi hơn nữa chính mình đối với ban thường cho bọn hắn kỳ ngộ cũng hơi hơi đã có chút ít khó hiểu diệp vân tại hóa thành lôi quang chạy vội vu trường không thời điểm trong lòng nói thầm ta bây giờ cử động như vậy thật đúng là có chút ít không hiểu ngu xuẩn a à. tuy rằng không biết ta vì sao cũng là có ý nghĩ như vậy nhưng chắc hẳn hẳn là trở về chân ngã phản ứng bình thường. Diệp Vân vừa nghĩ tới chính mình đã từng là như vậy thiện lương lúc, trong lòng cũng là không khỏi cười ra tiếng âm. Chính mình trẻ sơ sinh tâm tính không thể tưởng được cũng sẽ là làm cho mình hơi, có vẻ một chút lúng túng. Tính tình của mình chính, mình nên cũng biết, tuy rằng, đàm luận không hơn đắc nhân, nhưng cũng không phải một người tốt. Thở dài về sau, tại Diệp Vân hóa thành lối quang rời khỏi phương này thôn trang lúc, cũng là nhìn bọn họ bình thường bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Trong lòng tại thở dài lúc, chẳng biết tại sao cũng là có bọn hắn như thế gầy yếu mà có chút bất bình vì sao bọn hắn cam nguyện như thế không mục đích gì còn sống sinh tồn ý nghĩa không phải là trở nên càng cường đại hơn nếu là bọn họ không biết tu sĩ tồn tại cái kia vẫn là có thể tha thứ bởi vì nếu là không biết đồ vật tự mình nghĩ giống như mà nói thủy chung là quá mức không thực tế mà bây giờ nếu là biết có lấy tu sĩ tồn tại chẳng lẽ lại không nên đem hết toàn lực đi tu hành sau đó đi là chân cao hơn đỉnh núi đây mới là nhân tộc bình thường suy nghĩ, cái gọi là niên kỷ quá lớn, hoặc là thiếu khuyết linh tài, đan dược. Bất quá là kẻ yếu giải thích ngôn từ mà thôi, chính mình cho tới bây giờ liền là sẽ không tin tưởng. Bởi vì chính mình chẳng qua là gặp tôn trọng với mình, hoặc là càng cường đại hơn hào hữu. Cùng cường giả giao thủ cùng trao đổi, chưa bao giờ cần lo lắng bọn hắn sẽ để cho người cảnh giác xuống dưới. Tuy rằng kẻ yếu đồng dạng gặp đối với bản thân tạo thành nguy hiểm, bất quá cái này thủy chung là quá yếu mình cũng là cũng không để ý đi, chỉ có giờ phút này tâm cảnh, mới, vừa rồi là có thể làm cho mình lựa chọn ra cái gọi là hữu nghị. Còn sống ý nghĩa vốn là muốn vô số lần phản bội, điểm này coi như là chính mình không nói, những người khác cũng đều là hiểu ý trong cam chịu. Đối với loại chuyện này, những người này vốn là sẽ không để ở trong lòng, mà chính mình cũng là đồng dạng sẽ không đem phản bội để ở trong lòng, chính mình gặp so với bọn hán ác hơn. Chỉ cần làm cho mình ghi nhớ điểm này, kia ngày sau đường cũng là gặp tạm biệt không ít, mà khi lúc gầy yếu thiếu nữ nếu là đã tại trong lòng quyết định, đem bên người hai nữ như vậy giết chết. Từ đó thu hoạch được một cái không giống người thường đường ra, lúc kia đã là lựa chọn phản bội bản tâm. Bởi vì nhìn thiếu nữ thân thể run rẩy lúc, mình cũng là có thể minh bạch lòng của thiếu nữ trong cũng không phải là muốn giết chết hai nữ. Ngược lại là trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng nhưng cũng là có chút không biết làm thế nào, bởi vì đều muốn nhảy lên tới cao hơn chỗ, loại làm này cũng không cái gì không ổn chẳng qua là gặp làm cho mình có chút chán ghét mà thôi loại này chán ghét xuất từ bản tâm chân ngã nhưng mình cũng là đứng ở cường giả góc độ đến cân nhắc sự tình có lẽ thiếu nữ thật là đều muốn trình độ lớn nhất tăng lên chính mình mà cái này cùng mình lời vừa mới nói mà nói liền là trở thành rồi một cái mặt đối lập chính mình chán ghét không muốn phát triển nhân loại bọn hắn an cùng thiên mệnh cho tới bây giờ đều sẽ là thuận theo cùng ngày cũng không có chút tâm nguyện có thể thực hiện mà coi như là có cái gọi là tâm nguyện cũng không quá đáng là công danh lợi lộc công dã tràng mà thôi. Mà ngay lúc đó gầy yếu thiếu nữ, rồi lại là muốn đem hết toàn lực chạy ra phạm nhân đường. Nhưng tại sao lại làm cho mình chán ghét đây? Diệp Vân tại thời khắc này cũng là lâm vào mê mang, hiển nhiên coi như là chân ngã chi cảnh trở về. Cũng thì không cách nào giải thích cái vấn đề này, bởi vì trẻ sơ sinh tâm tính cùng ma tính một mặt đều là đơn thuần vì chính mình làm, dễ dàng quyết định. Thiện tâm cùng lạnh lùng cả hai, đều là có thể làm ra tốt nhất phán đoán nhưng hai phe trong hà cùng một chỗ lúc, nhưng là sẽ cho người cảm thấy mê mang. Diệp Vân đã là cảm thấy mê mang, trong đó càng nhiều nữa đều là xuất từ ở bản thân vô lực, thậm chí là không muốn lại lần nữa đứng người lên, tâm tính của mình. Có lẽ là trải qua, vừa, rồi tinh thần trùng kích, đây mới là làm cho mình lâm vào bực này gầy yếu ý tưởng.